Hello, chào các bác nha. Hôm nay thì Phạm Huấn sẽ lên thanh lý cho bác một số cái mã hàng bên em. Đấy thì các cái mã thanh lý này thì về cơ bản là các bác phải chuyển khoản hết thì bên em mới gửi hàng. Tại vì nó đã là hàng thanh lý cái giá nó rất là tốt rồi. Cho nên là tránh cái việc là bom hàng, nên là các bác cứ chuyển khoản thì bên em đi đơn thôi, không chuyển khoản thì thôi các bác nhé. Đó. Đấy thì cái số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ này. Mã đầu tiên đó là cái nồi cơm điện hàng của thương hiệu nồi cơm điện hàng của thương hiệu Sáp nhá. Con này thì đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng nồi cơm mà đầy đủ như này. Bên em đang bán là 500. Đấy 500. Con này thì một bác khách bác ấy về bác ấy đã nấu và nó bị lỗi cái mâm như này các bác này. Đấy nó bị không phải lỗi cái mâm mà con này là bác ấy về bác ấy nấu nhưng mà nó con này là nó sẽ bị là gọi là nó nảy sớm nhưng mà em về em sửa được rồi. Thì con này em đang bán là 500. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 350.000 nhá. 350.000. Hàng thì đã ok ngon lành nhá. Đấy nó hơi bị cái lỗi là nó nảy sớm. Đấy nó nảy sớm thì em về em đã khắc phục được rồi. Đấy nó là bị lỗi nảy sớm thôi. Em đã khắc phục được rồi nhá. Đấy thì con này bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá đó là 350.000 nhá. 350.000 chưa bao phí ship và các bác phải chuyển khoản hết nhá. Đấy các bác lên mã giúp cho em đó là mã nồi số 1 nhá. Mã nồi số 1 350.000. Đấy thì em viết trực tiếp ở đây luôn, số 1 này 350k nhá, 350.000. Mã số 1 này là 350.000 nhá. Đấy, em đang bán là 500. Cái này thì nó đã qua nấu một lần rồi. Và cái bác khanh này bác ấy nấu xong thì nó bị nảy sớm. Nảy sớm thì em đã khắc phục được rồi nhá. Và bán thanh lý cho bác cái giá là 350.000 các bạn. Đấy. Tiếp theo thì đến một con nồi cúc cu này. Đấy. Để em làm nốt cái nồi Sáp đi. Mở ra luôn. Đây nhá, con này nó sẽ là mã số 2 các bác nhá. Con này thì cái mâm của nó có vấn đề như này rồi này. Đấy cái mâm nó có vấn đề như này rồi. Thực tế nào em giới thiệu lên các bác như thế. Thì con này các bác mua về thì các bác có thể mang ra thợ mình thay cái mâm này cho em là xong. Đấy mình thay cái mâm này thì rất đơn giản thôi. Thay cái mâm này thì nó chắc là nó chỉ mất vài chục đến 100.000 thôi. Và con này thì bên em thanh lý cho các bác với giá đó là 250.000 nhá. 250.000. Và không bao phí ship nhá, không bao phí ship. Giá thanh lý cho bác sẽ là 250.000, không bao phí ship cho các bác luôn. Đó. Mã này thì các bác lên mã giúp cho em đó là mã số 2 nhá. Mã số 2. Giá sẽ là 250k nhá. 250.000 và không bao phí ship nhá. Yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy. Con này thì nó lỗi ở cái mâm. Đây. Nó lỗi ở cái mâm, thực tế cái mâm nó sẽ như này. Đấy, thực tế cái mâm nó sẽ như này các bác này. Đấy, thì nó lỗi ở cái mâm này. Con này thì về nhà các bác phải thay mâm nhá, thay mâm đi. Đó. Và giá thanh lý cho bác sẽ là 250.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con số 3 nhá, con số 3. Con này của nó thì con này của nó thì nó sẽ là bị cái lẫy này nó không ăn này. Đấy thì các bác về các bác mang thợ các bác sửa nhá. Con này bên em đang bán là hàng còn mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này chưa qua sử dụng nhá. Đấy và nó chỉ bị lỗi ở cái lẫy thôi. Đấy thì về nhà các bác khắc phục cho em cái lẫy này xong. Đó. Con này thì khắc phục cái lẫy thì các bác mang thợ sửa mất vài chục thôi. Em thì em cũng không có chuyên môn mà em ngại sửa cho nên là em thanh lý cho các bác cho nó nhanh. Đó thì các bác lên cho em mã này nó sẽ là mã số 3 nhá. Mã số 3 này thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là con số 3 này thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là con này em đang bán là 450, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 330.000 nhá. 330k cho một con mã số 3 như này. Hàng này thì của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Đấy tiếp theo thì một cái con mã số 4 này, con này thì nó sẽ là hàng Nhật xuất các bác nhá, Nhật xuất. Đấy, sử dụng điện 220V và của thương hiệu Casta này. Đấy, con này thì nó chỉ bị nứt mất một ít cái đít này thôi. Đấy, còn hàng vẫn ngon, dày dẫn chắc chắn, nấu ngon bình thường các bác nhá. Đấy, dày dạ của nó rất là ngon luôn. Mâm miếc nồi rất là dày dẫn nhá, nồi ôm ngon. Đó. Và con này thì bên em cũng đang bán là 500, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 390.000 nhá, 390k. Đó, 390k. Giá thì không bao gồm phí ship nhá. Mã số 4 nhá. Đấy mã số 4. Đấy 390.000 cho con nồi này. Đấy 390.000 nhá. Đang bán là 500. Đấy 500 thanh lý nốt cho bác với giá 390.000 thôi. Không bao gồm phí ship các bạn, dây dạ các thứ đầy đủ luôn. Đó. Con này thì nó chỉ hơi bị một tí cái đít thì thôi này. Đấy thì không có hề hấn gì cả nhá, không có hề hấn gì cả. Đó, hơi bị nứt tí cái đít thì thôi các bạn. Đây. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, rất ngon lành nhá. Con này thì thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 390.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop còn 4 cái chảo gang này nữa này. Cái chảo gang này thì nó sẽ là bị mất quai, thì về nhà các bác chế cái quai vào cho em. Em đang bán là 100.000,
thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40.000 trong cái chảo ga như này nhá. 40k trong cái chảo ga như này, đường kính là 13 sen, nặng khoảng 5-6 lạng, rất là nặng luôn. Đó thì các bác có thể mua về để mình chế biến thực phẩm thức ăn rất là ok, và về nhà các bác tự chế cái quay vào đây chị em, tự chế cái quay vào đây nhá. Đấy, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 40.000. Đó. Tiếp theo thì sẽ là cái mã cào xẻng làm vườn nhá. Cào xẻng làm vườn như thế này. Đấy, con này đang bán là 30.000. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 15.000 cho một chiếc cào xẻng làm vườn như này nhá. 15k. Đó. 15k cho một cái cào vườn như này. Đấy, các bác lên cho em là cào đất nhá. Cào đất thanh lý nốt cho bác với giá đó là 15.000 nhá. 15.000 cho một cái mã cào đất như này này. Đấy. Con này nhìn sao đây? Con này thì nó sẽ là một cái phích đun sôi nhá. Con này vẫn đun được cái gì? Hả? Một cái phích đun sôi như này các bác này. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng vẫn đun ngon lành, nhưng mà khi vận chuyển nó bị móp như này này. Đấy, nó hơi bị móp nhẹ này thôi. Thì em đang bán là 180.000 nhá, 180.000. Thanh lý nốt cho các bác. Đấy, cái lỗi nó bị móp nhẹ này thôi. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 130k nhá, 130k. Cho con phích đun sôi như này. Đấy, 130.000. Hàng thanh lý yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, nó hơi bị móp nhẹ như này thôi. Còn tất cả các thứ bên trong là vẫn nấu, vẫn đun, vẫn triển khai ngon lành các bạn. Đấy, nó chỉ bóp móp mất tí cái mép ngoài này thôi. Đấy, thì thanh lý nốt cho bác giá là 130.000 nhá. Đang bán là 180 đấy, thanh lý nốt cho bác 130.000. Đó. Tiếp theo thì đến cái con đây. Đấy, đó là cái con máy xay khô con này, máy xay khô. Đấy. Con này thì nó vẫn chạy bình thường nhưng mà nó bị vỡ mất cái nắp này các bạn. Đấy, nó bị vỡ mất cái nắp như này. Cái nắp này nó hơi bị vỡ mất cái mép này. Đấy, thì em đang bán là 120, thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 50.000 nhá, 50k. Đó, 50k cho một con máy xay khô như này. Đấy, giá thanh lý cực hạt rẻ luôn. Đấy, máy vẫn chạy bình thường nhá, máy mới tinh. Cái này là do vận chuyển nó bị vỡ này, nó ném nó vỡ thì là nó mất cái mép này đi. Thì vẫn cái lẫy này vẫn còn và các bác dùng bình thường. Đấy, khi các bác xay thì các bác chỉ cần giữ cái tay này cho em là xong này. Đấy, để tránh cái việc nó bị sập xuống thôi. Đó, và như này là con này vẫn dùng ngon lành. Giá thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 50k nhá. 50k cho cái con máy xay khô như này. Giá thanh lý nốt cho các bác 50.000. Đó, 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop có hai cái cân cân 10 nhá. Đấy, con này thì em không biết là nó lỗi ở đâu thì về nhà các bác tự sửa cho em. Đấy. Đấy, em không biết là nó lỗi như nào thì về nhà các bác tự sửa cho em. Đấy, con này em đang bán là 160.000. Đấy, 160.000. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 70.000 thôi. 70.000 cho một con cân như này. Đấy. Thì về nhà các bác có thể sửa sang xem nó như nào. Đấy, nó lỗi ở đâu thì về nhà các bác khắc phục cho em nhé. Đấy, lỗi nó lỗi số này này. Đấy. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 60k nhá. 60k một chiếc như này. Đấy, 60k một chiếc như này nhá. Đấy, thanh lý cho các bác cân 10 là 60k, em còn 2 cái, thanh lý nốt cho các bác. Đấy, còn 2 chiếc này. Đấy. Thanh lý nốt cho bác giá chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì con máy xay Osaka dòng có dây điện ở đây xem nào. Thế sao mà con máy xay Osaka như này các bác nhá. Đấy, con này thì không biết là nó dòng dây điện đây cho anh. Không biết là nó bị làm sao đây. Đấy, thì để em test xem nó làm sao để em thanh lý nốt cho các bác. Con này thì có thể là máy vẫn đang chạy. Con này thì máy chạy bình thường nhá. Đấy, máy chạy bình thường em đang bán là 145.000 nhưng mà nó bị mất cái gioăng ở đây các bác này. Đấy, nó chỉ có bị mất cái gioăng ở đây thôi. Mất cái gioăng ở đây các bác này. Đấy, thì về nhà các bác có thể mua hoặc là chế thêm cái gioăng này vào. Đấy, thì thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho con máy xay Osaka như này. Đấy, con này thanh lý nốt cho bác giá là 100k nhá. 100k. Nó chỉ bị mất cái gioăng ở đây thôi các bác nhá. Đó, máy chạy bình thường. Đấy, thì đây. Đây cũng là một cái con máy xay khô này, máy xay khô còn hai con nhá. Con này nó bị vỡ cái nắp như này nhưng mà cũng vẫn dùng bình thường các bạn. Đấy, vỡ nắp thôi. Đây, nó bị vỡ, nó vận chuyển nó vỡ cái nắp này các bạn này. Nhưng mà cũng vẫn dùng bình thường nhá. Đây, để em cắm test điện cho các bạn xem nào. Đấy, đây. Đấy, tức là vẫn xay bình thường các bạn nhá, vẫn xay bình thường. Đấy, nó chỉ vỡ cái nắp này thôi. Vỡ cái nắp này thôi các bạn nhá. Đấy, nó chỉ bị vỡ mất cái nắp này thôi các bạn. Đấy, thì cũng giống như con này thôi, hai con này để em test thử con này xem có phải nó bị. Đấy, con này cũng chạy bình thường các bạn. Đấy,
Thì thanh lý nốt cho bác mỗi con này 50.000 nhá. Mỗi con này 50.000 này. Đấy. Tiếp theo thì đến một cái con đèn bắt muỗi này. Đèn bắt muỗi đen này. Đấy. Con này cũng vẫn lên bình thường. Đấy. Vẫn lên bình thường đấy các bác này. Không có hề hấn gì luôn. Đó, đèn bắt muỗi đen vẫn lên bình thường để em test xem nó còn có cái độ chập không nhá. Đấy, con này thì nó vẫn lên đèn, còn không biết là cái tính năng chập để bắt muỗi của nó còn hoạt động không, thì em thử cho bác xem này. Đó. Con này như vậy là cái tính năng chập bắt muỗi của nó hỏng rồi. Bác nào sửa được thì em thanh lý nốt cho bác nha. Em đang bán là 100.000, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 30k nhá. 30k cho con đèn bắt muỗi đen như này, 30.000 cho bác nhá. Đó. Tiếp theo là một cái con bóng đèn 5 cánh này. Bóng đèn 5 cánh các bác này. Đấy. Con này thì nó hỏng mất rồi. Đấy, nó hỏng mất rồi các bạn. Đấy, con đèn 5 cánh này là nó không lên. Đấy. Nó không lên thì con này em thanh lý cho các bác với cái giá đó là 30.000 nhá, 30.000. Đấy, con đèn 5 cánh này là 30.000. Không biết nó hỏng ở đâu, về nhà các bác tự sửa nhá. Đấy, 30k không nhá. 30k cho con bóng đèn 5 cánh như này. Tiếp theo thì một cái con ấm trong ruột bị làm sao? Một cái con phích đun sôi nhá. Đấy, một con phích đun sôi như này. Con này thì cũng bình thường không nhá. Đấy, con này thì không hề có lỗi lầm gì, nhưng mà nó dạng như là nó cái vỏ nó kém, thì bên em cũng bán thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 140.000 nhá. Đấy, 140k. Đấy. Tức là phích đun sôi thì em có hai mẫu. Mẫu này thì không bị bọt, mẫu này không bị bọt nhá. Thanh lý nốt cho bác với giá là 140.000. Còn mẫu này thì nó bọt nhẹ thì thanh lý nốt cho bác với giá là 130.000 nhá. Hai mẫu như nhau thôi. Đấy, con kia thì bị bọt, còn con này thì cái vỏ nó hơi kém thì là em thanh lý. Đó. Tiếp theo thì một cái mic karaoke nhá, mic karaoke. Con này thì em không biết là nó lỗi ở đâu. Đấy, thì em cũng không biết. Con này em đang bán là 100, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho cái mic karaoke như này. Đấy, lên cho em là mic karaoke nhá. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó. Tiếp theo thì bên em còn mấy cái quạt cổ này. Đấy, con này thì giá thanh lý cho bác với giá đó là 20.000 một chiếc nhá. Đây. Vẫn dùng bình thường này. Các bác mua về để mùa hè mình sử dụng nhá. Đấy. Vẫn chạy rất là mát luôn. Đấy. Chạy rất là mát luôn. Thanh lý nốt cho bác cái quạt cổ này sẽ là 20k nhá. 20k. Xả kho thanh lý nốt cho bác 20.000. Đấy, tiếp theo thì đến cái quạt cổ này thì em còn hai con nữa này. Đấy, không biết con này thì còn chạy hay không thì em sẽ test sau. Đó, còn con kia thì vẫn chạy bình thường. Thanh lý 20.000. Đấy, thì tiếp theo là đến cái bộ gọi là cái bộ ấm mặt trời nhá. Hàng thì còn nguyên vẹn này. Riêng khi mà vận chuyển thì nó bị nứt mất cái này này. Đấy, nứt mất cái này. Với lại vỡ mất cái khay này. Vỡ mất cái khay này thì em đang bán là 140. Thanh lý nốt cho bác. Giá chỉ có một nửa tiền thôi. 70.000 nhá. 70k. Đấy, lên xem là bộ ấm mặt trời 70.000. Thì bộ này vừa là nứt nó nứt hai khay luôn. Còn bộ này thì để em xem nó nứt cái gì. Bộ ấm mặt trời này thì em có hai bộ nhá, có hai bộ. Đấy. Bộ này thì không có khay nhá, nó không có cái khay kia, còn cái khay này thì còn. Khay này thì còn nhá. Đấy, nó bị mất cái khay kia. Thanh lý nốt cho bác bộ này giá sẽ là 80.000 nhá. Bộ này sẽ là 80.000. Một bộ 70.000, một bộ 80.000. Tiếp theo là cái con robot hút bụi này. Thì bên em có 3 con. Thì hàng này là không biết nó lỗi ở đâu như nào thì về nhà các bác tự sửa thôi. Thanh lý nốt cho bác em đang bán 120.000, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho một con robot hút bụi như này. Về nhà các bác tự sửa cho em. Đấy, con này thì nó sẽ là em báo luôn là hàng bị lỗi rồi. Còn lỗi đâu như nào thì em không biết. Thanh lý 40.000. Đó là con robot này thì em có 3 con nhá. Con robot này thì em có 3 con. Đấy, cơ bản các mã như vậy rồi. Xin chào các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về các mã hàng. Em lại lên video trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ giới thiệu nhanh tại vì các cái mã hàng này thì bên em cũng vẫn đang bán thường xuyên rồi, cho nên là em sẽ giới thiệu cơ bản là nhanh thôi để cho các bác nắm được nhá. Theo số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái ổ điện xanh.
Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, lên cho em là ổ xanh nhá. Giá của nó sẽ là 55k. Đó, trước tiên là giá là 55.000. Tiếp theo đó là con này thì nó sẽ có cho các bác là 6 ổ cắm này, 3 chân USB này. Dây thì nó sẽ dài cho các bác tầm khoảng là trên 1 mét nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Có đèn báo, có công tắc đóng ngắt đàng hoàng. Đây em sẽ cắm trực tiếp cho các bác xem. Dây thì nó sẽ dài và tầm khoảng 1 mét đi. Đó, đây có đèn báo đây các bác này, đèn báo sáng này, tắt đi này. Đấy, có đèn báo sáng cho các bác luôn nhá. Đấy. Thì con này của nó sẽ là 1 2 3 4 5 6 ổ cắm này. Đây, bật lên có đèn đỏ này, 3 chân USB nhá. Đó. Con này thì sẽ là 55.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu dây sạc này. Thì đầu tiên nó sẽ là con sạc béo này. Con sạc béo này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho con sạc béo như này. Chiều dài của nó thì từ khoảng 90 đến 1 mét và nó sẽ có 3 chân sạc như này nhá. Đấy thì về nhà các bác có thể mua cùng cái ổ xanh này mình dùng để mình sạc luôn này. Đấy, cắm sạc hoặc chạy các cái thiết bị rất là ok này. Đấy. Và con sạc béo này thì nó sẽ có đèn báo ở đầu này nhá. Có đèn báo ở đầu đấy các bác này. Đấy, có đèn báo ở đầu như này. Và con này thì giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Đấy. Còn tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một con sạc gầy này. Con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30.000. Đấy thì con sạc gầy này của nó thì nó sẽ là sợi dù. Còn con sạc béo này thì nó sẽ là thuộc cái dạng là sợi cao su non nhá, thuộc dạng cao su non. Đấy thì nó sẽ có hai mẫu như này. Đấy, hai mẫu như này các bác này. Đấy. Và chiều dài của nó thì nó tương đương nhau vào khoảng từ 90 cm đến 1 mét nhá. Đấy, từ 90 cm đến 1 mét. Thì các bác con này lên cho em là sạc béo nhá. Con sạc béo này sẽ là 50k nhá. Đấy. Con sạc béo này là 50k này. Đó, 50k. Đó, con này sẽ là 50k. Còn con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho con sạc gầy như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy lau giày này. Đấy, cái giấy lau giày này thì một bịch này của nó thì được khoảng tầm là 30 cái nhá, tầm khoảng 30 cái. Cái này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng lướt qua nhanh thôi. Đấy, đây. Lướt qua nhanh các bác nhá. Đó. Giá sẽ là 20.000 cho một bịch như này và bên shop bán là 50.000 ba bịch nhá. Đây. Đấy, ví dụ như cái dép của em nó đang bẩn như này này, đấy đang bẩn này. Các bác đưa vào các bác tẩy đi này. Đấy, đưa vào tẩy đi. Cầm cho anh cái giá đây này. Đấy. Các bác đưa vào các bác đánh đi cho em. Đó. Đánh đi cho em như này. Đó. Trực quan sinh động luôn các bác nhá. Đấy, trực quan sinh động luôn. Đấy, thì nói chung là nó sẽ không được sạch như mới nhưng mà nó cũng phải tới 80-90% các bác nhá. Đấy, nôm na là như vậy chứ còn các bác khi mà đã đi nó đã bẩn vào rồi thì khó có thể mà là sạch như mới được. Đấy, nhưng mà cái này thì nó sẽ có sẵn xà bông rồi các cái chất tẩy thì nó sẽ giúp cho các bác tẩy sạch luôn. Đấy, mùi thì lại rất là thơm và dễ chịu nhá. Đấy thì các bác đưa vào các bác tẩy đi cho em. Nếu có thời gian thì các bác cứ để như này cho nó thấm vào một lúc tầm 3-5 phút. Sau đó đây các bác lau đi cho em. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy nó sẽ rất là khác biệt luôn nhá. Đây. Đấy bác theo không đây, rất là sạch luôn các bác này. Đấy, sạch, rất sạch luôn. Đó thì đây, đây nó sẽ là hai bên các bác này. Đấy các bác theo không, đây, khác biệt hoàn toàn luôn. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một bịch như này, 20.000 bịch nhá. Và sẽ là 50.000 ba bịch. Đây mã giúp cho em đó là giấy lau giày nhá, sẽ là 20k trên một bịch như này. Và 50.000 cho ba bịch nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân 5 nhá. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy. Có kèm sẵn pin rồi. Về nhà thì các bác chỉ việc là lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Đấy. Và con này nó cũng có chức năng trừ bì luôn, lắp pin vào đây cho em. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000. Lên cho em là cân 5 nhá. Giá sẽ là 50k. Các bác dùng trong nhà bếp các thứ thì rất là ok nhá. Lên cho em là cân 5, giá sẽ là 50k nhá. 50k cho cái cân 5 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái chảo chiên ngập dầu nhá. Bên em là chảo chiên ngập dầu thì đây nó sẽ là một con chảo kèm cho các bác một cái dàn để các bác để đồ ăn như này. Đấy thì các bác chiên rán nem rồi các cái loại thực phẩm đều ok hết nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Hàng nội địa của Nhật, đường kính của nó sẽ là 20cm. Đấy các bác này, đấy, đường kính của nó là 20cm, hàng nội địa của Nhật. Có tráng đá chống dính nhá. Con này có tráng đá chống dính cho bác luôn. Thì các bác cứ cho ngập dầu vào đây sau đó thì mình chiên nhá, đường kính của nó là 20cm. Con này thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá. Chảo chiên ngập dầu, giá sẽ là 100k. Đó, chảo chiên ngập dầu này. Chảo ngập dầu. Chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, chảo chiên ngập dầu giá của nó sẽ là 100k cho con chảo chiên ngập dầu này nhá, 100.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đấy thì con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Nó sẽ là 90.000 cho một con máy đọc thẻ như này. Các bác mua về cho các em nó sử dụng trực tiếp luôn, nó rất là tiện. Đấy đây thì nó sẽ có cho các bác là rất nhiều các cái thẻ, có tới cho các bác là hơn 200 chiếc luôn. Đấy, với các cái chủ đề, các cái câu hỏi khác nhau. Đó, các cái chủ đề, các ngôn ngữ khác nhau. Các bác bật cái phím nguồn này lên cho em này. Bật phím nguồn này lên này. Đấy. Bật phím nguồn này lên. Sau đó thì các
các bác lắp thẻ vào là nó sử dụng thôi. Đấy, đây có to nhỏ hết các bác nhá. Đây và có chân sạc đây, nó chạy bằng pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy thì con này nó rất là tiện nhá, rất là tiện luôn. Con này hết pin rồi, về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin vào cho em. Đấy, có những cái con mà nó sẽ là để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá. Con này thì giá chỉ có 90.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này thôi, 90k nhá. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là song ngữ cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn, tha hồ thoải mái cho các bác, cho các em bé nhà mình luyện tập nhá, luyện tập rồi vừa vui chơi vừa giải trí luôn. Đây các bác này. Đấy. Xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy thì các bác bắt đầu bật lên cho em này, bật lên cho em, sau đó thì bắt đầu mình cho thẻ vào này. Đấy. Đây thì nó sẽ có cho các bác là tới 112 cái thẻ luôn. Father. Đấy, tiếng Anh nhá, cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn nhá. Mẹ. Mother. Đấy, rất là ok luôn các bác nhá. Đó, đây. Màu sắc này. Màu cam. Orange. Đấy, thì đầy đủ cho các bác tiếng Anh, tiếng Việt rồi các cái dòng ngôn ngữ và các cái chủ đề khác nhau để cho các bác cho các em nó thỏa sức vui chơi sáng tạo và lựa chọn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con máy đọc thẻ như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k thì con này rất là tiện và bổ ích để cho các bác, cho các em nó chơi tránh xa điện thoại, máy tính bảng. Đấy và nó cũng vẫn là một cái dòng đồ chơi công nghệ rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ này, giá sẽ là 90k cho con máy đọc thẻ như này. Đó. Cái này để đứng nó lên Minh, để xong là lại đổ đồ vào rồi nó vỡ. Cái đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác tiếp tục cái dòng đũa Nhật nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Hãy lên xem là đũa Nhật, giá của nó thì sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy. Một vỉ của nó thì 10 đôi như này. Đũa được làm từ sợi thì tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc và chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C nhá. Đấy, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, 200 độ C này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Chống vi khuẩn, chống nấm mốc này. Con này các bác dùng thì dùng cho em từ 3 đến 5 năm thoải mái luôn, không lo hề hấn gì các bác nhá. Đây, kháng khuẩn lên tới 99%, chịu được nhiệt độ là 200 độ C, được làm từ sợi thủy tinh. Lên cho em là đũa Nhật nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k cho một bịch đũa Nhật như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá, cam mô hình. Đấy thì đây nó sẽ là một cái con cam, nó là một cái đèn thôi. Nó là một cái đèn năng lượng mặt trời nhưng mà nó sẽ là giả cam. Đấy thì nó rất là tiện đây. Đấy và các bác sử dụng thì nó rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác có sẵn đầu đấu rồi, các bác đấu lên cho em là xong. Đó. Có sẵn đầu đấu rồi các bác nhá. Các bác chỉ cần đấu lên cho em là xong. Đấy con này thì nó hết pin rồi. Hết pin thì về nhà các bác chỉ cần để ra ngoài ánh sáng là pin nó sẽ lại lên thôi. Đấy tại vì là cái này thì để lâu nó sẽ hết cái pin năng lượng các bác, nó chạy bằng pin năng lượng mà. Đó thì về nhà các bác để ra ngoài sáng cho em là ok, là nó sẽ lại có pin thôi. Đó. Đây các bác này. Đấy đấy nhá. Thì con này nó là dòng cảm biến các bạn. Ban đêm thì nó sẽ lên và ban ngày thì nó sẽ tự tắt nhá. Đây, đây ví dụ như em che cái tấm pin này đi là nó sẽ lên này các bạn này. Đấy, đây. Nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Nói chung là cũng rất là sáng luôn, thì các bác có thể dùng thoải mái này. Đấy, đây các bạn thấy không? Em che tấm pin này nó sẽ lên này. Đấy, tức là ban đêm là khi mà mặt trời nó không còn sáng nữa thì cái tấm pin này nó sẽ bị tối là nó sẽ lên. Còn ban ngày thì nó sẽ hấp thụ ánh sáng để nó sạc pin. Thì nó rất là tiện này các bạn nhá. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Con này thì giá chỉ có 100k thôi nhá. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy. Giá rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đó. Thì các bác có thể mua về mình sử dụng, vừa là làm một chiếc cam bình thường, vừa là để lấy ánh sáng luôn. Đó đây, về nhà các bác lắp đặt lên thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, lắp đặt lên. Đấy nó là cảm biến, các bác có thể dùng điều khiển, nó có người đi qua thì nó sẽ sáng này. Đấy lên cho em là cam mô hình nhá. Cam mô hình, giá sẽ là cam mô hình này. Giá sẽ là 100k nhé, 100k cho con cam mô hình như này, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhé. Bàn là hơi nước mini thì đây nó sẽ là một con bàn là rất là nhỏ gọn luôn, thì các bác có thể dùng để mình gọi là quần áo này, mang đi du lịch, đi học, đi chơi, đi làm đều được hết nhá. Đấy, và các bác tháo cái này ra để mình châm nước vào đây cho em, châm nước vào cái cán này, sau đó thì các bác lại lắp vào cho em. Đấy, và mình nhấp này, nước nó sẽ ra này. Đấy, con này sử dụng điện 220, mâm rất là dày luôn và nóng siêu nhanh luôn nhá, thì nó rất là tiện. Nói chung là dùng con này thì miễn chê luôn các bạn, miễn chê luôn. Đó, nóng nhanh, rất là ngon và nhỏ gọn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 15-17 cm. Và có thể gấp gọn này, các bác có thể mang đi
du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini này, hơi nước mini. Giá sẽ là 135k nhá, 135k cho một em bàn là hơi nước mini như này. Thì con này khá là tuyệt vời và tiện dụng cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình luôn. Đấy rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và cũng làm sao mà để ý cân nhắc trước khi mua hàng, tránh cái việc là hàng gửi đến thì các bác tỏ tí kia các bác nhá. Đấy thì bên em bán hàng thì rất đơn giản thôi. Đấy thì cứ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, còn nếu mà dưới 200 thì các bác cộng cho em 30.000 để ship nữa. Đó, giá thì hàng thì rất là nhiều, mẫu mã các mặt hàng và rất là nhiều video em lên hàng ngày. Hàng ngày hàng giờ đều có video lên. Các bác chỉ cần gõ là shop Phạm Huấn hàng Nhật bãi là sẽ ra. Đó thì hàng Nhật, hàng Thái, hàng Đức đều có cả nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gội đầu Clear của thằng thương hiệu Clear. Và hàng này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan nhá. Đấy, hàng sản xuất ở Bangkok, Thái Lan. Đó, con này nếu các bác ra ngoài cửa hàng mua bây giờ thì nó vào khoảng là 150 đến 200, 150 đến 200 nhá. Đấy, nhưng mà riêng hôm nay bên shop bán cho bác giá chỉ có 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear này thôi. Dung tích của nó sẽ là vào khoảng 450ml các bác nhá. Đây, hàng sản xuất ở Bangkok, Thái Lan các bác này. Bangkok, Thái Lan. Đó, đây các bác xem rất rõ luôn nhá. Unilever nhá, Unilever, hàng có thương hiệu nhá. Giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 90k. 90k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này và có cho các bác là màu xanh và màu trắng, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, dung tích của nó thì gần nửa lít nhá, gần nửa lít. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chai dầu nóng Hàn Quốc nhá, dầu nóng Hàn Quốc này. Đấy, một cái lọ này thì dung tích của nó thì nó sẽ là vào 100ml. Dòng này thì các bác chuyên dùng để mình gọi là chuyên trị đau mỏi xương khớp này, đốt sống lưng, đốt sống cổ và vai gáy này, đốt sống lưng, đốt sống cổ, vai gáy. Hàng thì 100% là hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng của Hàn Quốc. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc như này. Dầu nóng Hàn Quốc thì các bác bôi vào thì nó chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy nhá. Có cái này để các bác massage trước khi mình bôi này, rất là tiện luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. 40.000 nhá. Đấy. Hàng này thì các bác chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng. Đấy, các bác chuyên đau xương khớp thì dùng cái này cho em, rất là tiện. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k cho một lọ như này, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chổi lau bàn bếp nhá. Đấy. Giá thì siêu hạt rẻ luôn, chỉ có 40 cành thôi. Không thể tin nổi luôn nhá. Đấy. Chỉ có 40 cành cho một con chổi lau bàn bếp này thôi. Đấy. Về nhà các bác bóc cái này ra cho em này, bóc cái này ra này. Đấy, sau đó thì mình đẩy cái lẫy này vào cho em này, đẩy cái lẫy này vào. Đấy, coi như là để mình lắp cái chổi này vào đây. Lắp cái phần mút này vào đây. Đấy. Và các bác dùng để mình lau bàn bếp, lau cửa kính các thứ đều được cả nhá. Khi mình vắt thì mình giặt thì mình chỉ cần kéo này cho em là xong. Rất tiện luôn, không cần phải động tay động chân. Đấy, mình kéo như này là nó sẽ tự vắt này, còn mình đẩy ra là nó sẽ dùng để mình lau chùi giặt rũ này. Và con này nó cũng có thể xoay đảo như này thì rất là tiện luôn nhá. Nói chung là con này thì dùng là rất là xịn rồi. Mà giá thì chỉ có 40k thôi. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một con chổi lau bàn bếp như này. Đấy. Lên cho em là chổi lau bàn bếp, giá sẽ là 40k nhá. 40k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan đỏ nhá. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Đó, hàng rất đẹp, rất tuyệt vời cho bác luôn. Chất liệu của nó thì thép gió phủ titan. Chất liệu của nó thì nó sẽ là thép gió phủ titan như này. Đấy, kích thước của nó thì nó sẽ là 416, 420 và 432 nhá. 416, 420, 432. Đấy, có 3 mũi khoan tháp này và 3 mũi tazogen. Đấy, 3 mũi khoan kèm tazogen luôn nhá. Đấy, vừa khoan vừa tazogen luôn thì rất là tiện. Đấy, và bộ này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000. Các bác lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Mũi khoan đỏ giá sẽ là 110k. Đó. Mũi khoan đỏ này. Giá sẽ là 110.000 nhá. Đấy. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ này. Hộp mũi khoan đỏ. Hộp mũi khoan đỏ giá sẽ là 110k nhá. 110k. Đó, cho hộp mũi khoan đỏ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan tháp, hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu nhá. Đấy, thì hộp mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu như này. Thì ở đây nó sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi luôn, 5 mũi như này nhá. 5 mũi. Đấy, 5 mũi khoan tháp như này. Chất liệu của nó cũng là thép gió phủ titan và có kèm cho các bác thêm một cây lấy dấu như này nữa. Kèm một cây lấy dấu như này. Hàng của thương hiệu Unica Japan này, Unica Japan.
hàng nội địa của Nhật nhá. Con này các bác chỉ cần là dập này là sẽ có dấu này, đây dấu rất là rõ luôn các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần ấn lên cho em là có dấu này. Đấy, thì cây này các bác chuyên dùng để lấy dấu nhá, một cây lấy dấu bằng đồng này, kèm thêm cho các bác là 5 cây mũi quan tháp thế này, 1, 2, 3, 4, 5 này. Đấy, kèm cho các bác là 5 cây mũi quan tháp thế này. Và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái hộp mũi quan tháp như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Các bác lên cho em là hộp 5 mũi quan tháp nhá. Đấy, 5 mũi quan tháp kèm lấy dấu nhá, 5 mũi quan tháp kèm lấy dấu này, giá của nó sẽ là 180k. Đấy, hộp khoan tháp nhôm này, hộp khoan tháp nhôm nhá. Đấy, hộp khoan tháp cái này nó sẽ là hộp nhôm nhá, hộp khoan tháp nhôm. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp nhôm này, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000 trong cái hộp như này. Thì bên em có 2 mẫu nhá. Hộp này thì nó sẽ là mũi khoan tháp đỏ này, và hộp này là mũi khoan tháp nhôm này. Đấy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái dòng búa. Đấy, bên shop mới về cho các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Asahi. Con này thì cân nặng của nó khoảng 3 lạng và chiều dài của nó thì vào khoảng là 25 cm, và giá thì sẽ là, các bác lên cho em là búa A1 nhá. A1 nhỏ, giá sẽ là 80.000. Cầm anh cái búa lùn ra đây. A1 nhỏ 80k nhá. 80k cho cái A1 nhỏ như này. Đấy. Tiếp theo là sẽ có con A2 to nhá. A2 to. Đấy. Con này sẽ là con A2 to, chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm. Đấy, chiều dài khoảng 30 cm nhá. Lên cho em là A2 to này, khoảng 30 cm nhá. Và con này sẽ là 130.000 nhá, 130k. Đó, chiều dài khoảng 30 cm, và búa thì nặng vào khoảng là 6 đến 7 lạng, khoảng 6 7 lạng. Cán của nó thì đều là dòng cán của nó thì đều là dòng cán cán bằng thép nhá, và có bọc nhựa nhá, cán thép có bọc nhựa. Hàng này có thương hiệu Asahi của Nhật này. Asahi, hàng Nhật thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, mới 100% luôn. Tiếp theo thì em có cái búa lùn hàng của thương hiệu Fugu này, Fugu của Nhật luôn. Đó, cán của nó thì được làm từ sợi thủy tinh và bọc bọc cao su non như này. Đấy. Và con này thì các bác lên cho em là búa lùn nhá. Con này em đang bán là 90.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 65k cho một con búa lùn như này thôi nhá. Đấy, lên cho em là búa lùn nhá. Giá sẽ là 65k, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, lên cho em là búa lùn này. Các bác lên cho em là búa lùn, giá sẽ là 65k nhá. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 15 cm, cân nặng thì khoảng 2 lạng rưỡi, và búa thì được làm từ sợi cán thì được làm từ sợi thủy tinh và bọc cao su non nhá. Dùng thì cực kỳ là đầm tay, chắc chắn và rất là tuyệt vời luôn. Con này các bác dùng để vừa đóng vừa nhổ đinh, vừa làm thợ làm nghề hoặc sử dụng lặt vặt trong gia đình đều ok. Giá thì chỉ có 65.000 thôi, giá siêu tốt cho các bác luôn. 65.000 cho một con búa lùn như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái ghế hơi nhá. Đấy, ghế hơi thì con ghế to này của nó thì nó sẽ là một chiều là 1m16 này. Đấy, một chiều là cao là 98 này. Đấy, cao 98 này, dài 1m16 và rộng là 83 nhá, là cái con to này. Còn con bé này thì là nó sẽ là 62 62 30. Đấy, thì về nhà các bác chỉ việc bơm lên cho em là mình dùng thôi. Bơm lên thì nó sẽ đúng như trên hình như này. Và giá sẽ là 350.000 nhá, 350k. Các bác có thể mua để mình nằm xem phim, nghe nhạc, thư giãn, lướt TikTok đều ok hết. Các bác nhá, khi các bác bơm lên thì nó rất là to như này các bác này. Đấy. Các bác có thể nằm để nghe nhạc này. Đấy. Đấy, nhảy nhún thoải mái luôn. Kể cả hai người tầm một tạ cũng hoặc hơn một tạ cũng vẫn ngồi vào ok nhá. Cái ghế này nó rất là cứng cáp luôn. Thì các bác chỉ cần bơm lên cho em như này là xong. Đấy. Bề mặt của nó sẽ là nhung mịn nhá, nhung lộn, nhung mịn rất là đẹp luôn. Và bên dưới của nó là cao su nhá. Đấy. Rất tuyệt vời luôn, giá thì chỉ có cho các bác là 350.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc nhá, bàn chải đánh răng của Hàn Quốc. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ là 30 chiếc đây, 30 chiếc này, hàng của Hàn Quốc. Đấy, con này thì nó bán trong các hệ thống siêu thị thì nó đang bán cho các bác cái giá đó là 36.000 Việt Nam đồng nhá. Đây. 36.000 Việt Nam đồng này, hàng Korea của Hàn Quốc này. Đấy nhá, Korea các bác nhá. Đó, Korea Hàn Quốc, và nó bán cho các bác với giá là 36.000 Việt Nam đồng. Nhưng mà riêng hôm nay thì chương trình tri ân cho khách hàng, bên shop bán cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, đây, được làm từ sợi than tre này. Giá rất là mềm, hạt rẻ cho các bác nhé. Đủ màu sắc luôn. Các bác có thể mua cả hộp như này để mình dùng dần này. Hoặc là nhà có khách khứa Tết nhất thì các bác bỏ ra cho mỗi người một chiếc, rất là ngon, sạch, đẹp và lịch sự nhá. Đấy, 4 cái là sẽ là bằng 20k này. 10 cái là sẽ là bằng 40k này. Đấy, và mua cả hộp này cho em đi, cả hộp là 30 chiếc nhá. 30 cái thì sẽ là bằng 110k nhá. 110.000 cho 30 chiếc như này. Được làm từ sợi than tre, hoạt tính kháng khuẩn. Bỏ tranh cái rổ vuông. Sợi than tre hoạt tính kháng khuẩn, các bác dùng rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái bộ rổ vuông nhá. Bộ này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Thứ nhất là giá này, lên cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông,
giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 đôi các bác nhá. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là 3 đôi thì nó sẽ cứ là một chậu một rổ như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 đôi tức là 6 chi tiết đấy. 6 món nhá, 6 món như này. Đấy, gọi là 3 đôi như này các bác nhá. Đấy. Thì đôi nhỏ nhất thì khoảng là 23 cm và đôi to nhất thì khoảng 35 cm. Đấy, đôi to nhất của nó là đôi này. To nhất thì khoảng 35 cm như này nhá. Đấy. Thì các bác có thể dùng nó rất là tiện ích luôn. Em thấy cái này thì tính ứng dụng của nó rất là cao luôn nhá. Thứ nhất là mình dùng để rửa rau này, đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Hàng của nó sẽ là hàng của Việt Nhật như này thì các bác yên tâm mà sử dụng này. Đấy, ngoài ra thì nó là hàng làm cái dòng nhựa siêu dẻo như này các bác này. Đây. Các bác thấy không? Đây. Nhựa siêu dẻo như này các bác dùng thì bền vĩnh cửu luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy. Bền vĩnh cửu cho em nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ rổ vuông 90.000 cho 3 đôi như này. Đấy, 3 đôi như này tính ra là vào các bác mua chỉ có mất 30.000 cho một bộ thôi. 30.000 cho một bộ thôi. Quá rẻ luôn các nhá. Đấy 30.000. Đấy, còn tính ra là 6 món, 6 món như vậy là tính đi là 65 90, 35 45 45 60 65 90 các bác nhá. Đó thì mất chỉ có 15.000 cho một món như này thôi. Đấy mà hàng thì hàng là hàng Việt Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Rồi ok. Chào các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bác nào nhận hàng không kiểm tra thì đơn hàng có vấn đề gì xảy ra là bên em không chịu trách nhiệm đâu. Tại vì bên em bán hàng là rõ ràng là nhận hàng phải kiểm tra, còn nếu các bác không kiểm tra là lỗi của các bác. Đó thì từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 ship nữa nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em bên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt gà. Thì em sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu là của Đức và một mẫu là của Nhật nhé. Đấy, Japan các bác này, hàng nội địa của Nhật nhé, thép SK5 nhé. Và mẫu này là hàng của Đức này, Made in Germany này. Đó, thì hai con này thì độ sắc bén là như nhau, nó chỉ khác nhau là độ to và độ dày thôi. Đấy, chứ là con của Nhật này thì nó sẽ to hơn, dày hơn và chắc chắn hơn. Đấy, thì con của Nhật này thì sẽ là 130.000 nhé, 130.000 Japan này, đấy, thép SK5 nhé. Các chức năng của nó thì đều là như nhau này. Đấy, thứ nhất là cắt gà, cắt cá, cắt thực thực phẩm, thức ăn này, cắt nem này, rồi khui bia, mở nắp chai đều ok hết nhá. Đó. À xin lỗi các bác, không khui bia chỉ có mở nắp chai kẹp cua ghẹ thôi nhá. Đấy, thì đây, nó sẽ là có cái phần lõm như này để các bác chuyên cắt gà này, những con gà 5-7 cân, 3-4 cân các bác cắt thoải mái cho em. Đó, cắt gà này. Đấy, rồi các bác cắt cá, cắt nem này, có cái phần răng cưa này các bác dùng để đánh vảy cá này. Tiếp theo là có cái phần này để các bác kẹp cua, kẹp ghẹ này. Đấy. Con này thì hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật này thì sẽ là 130.000. Đấy, lên cho em là kéo gà Nhật nhá, 130k này. Đấy, tiếp theo thì bên shop có cho bác cái con kéo gà Đức này. Con gà Đức này thì cũng cắt gà, cắt cá này, làm vảy cá này, kẹp cua ghẹ này. Con này thì sẽ là 100k tròn nhá, 90.000 này. Lên cho em là kéo gà Đức nhá, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy, đang bán 100 đợt này về cho bác giá 90.000. Đó. Để các bác lên cho em là kéo gà. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sạc nhanh iPhone nhé. Các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng lên nhanh thôi. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một củ sạc và một dây như này. Một củ sạc và một dây như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của iPhone quả táo này. Đấy, iPhone quả táo đây. Apple này. Và iPhone 14 Pro Max nhé. iPhone 14 Pro Max. Con này thì sẽ bao gồm cho các bác là một cáp sạc và một cáp sạc và một cái củ như này. Giá chỉ có 60 cành thôi. Chuyên dùng cho điện thoại iPhone thôi các bác nhé. Chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k. Đó, dây sạc nhanh iPhone này. Dây sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Đó, tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái dòng đó là cái củ sạc nhanh nhá. Các bác lên cho em là củ sạc nhanh. Đây thì nó sẽ là một cái củ sạc như này. Đấy, lên cho em là củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Thì đây nó sẽ bao gồm cho bác là hai chân Type C và hai chân sạc nhanh của USB nhé. Và có dây dài khoảng từ 80cm đến 1m. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là cắm nguồn điện bình thường. Đấy, cắm nguồn điện bình thường sau đó thì mình đấu dây vào cho em là xong. Đấy, cắm dây kết nối vào cho em là xong. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng của iPhone 14 Pro Max nhé. iPhone 14 Pro Max. Công suất của nó thì nó cũng là dòng 20W thôi. Đấy, dòng phổ thông 20W nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000. Các bác lên cho em là củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng này. Củ sạc đa năng giá của nó sẽ là 80k trong cái củ sạc đa năng như này nhá. Tức là hai cái nó sẽ khác nhau hoàn toàn nhá. Một cái là dây sạc nhanh iPhone 60.000, một cái là củ sạc đa năng nhá. Củ sạc thì sẽ không có dây. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phích đun sôi nhá. Đấy.
Con này dung tích của nó là 3 lít cả vỏ, công suất của nó thì nó sẽ là 1500W này, 3 lít cả vỏ này. Đấy các bác nhá. Đấy 3 lít cả vỏ. Con này thì nó sẽ là hàng đa di năng luôn. Các bác vừa là chức năng, vừa là đun sôi, vừa là giữ nhiệt được luôn. Đun sôi giữ nhiệt được luôn, cho nên bên em gọi nó sẽ là fix đun sôi nhá. Đấy. Thì các bác chỉ cần đặt lên cho em như này là xong rồi. Đấy. Đặt lên này là nó sẽ tự đóng ngắt này, tự đóng ngắt này. Đấy. Và nắp xoáy đây, các bác xoáy nắp này ra này. Đấy, cho nước vào đây. Đấy, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá. Con này thì cực kỳ dày dẫn, chắc chắn và ngon lành luôn. Các bác chỉ cần xoáy vào như này cho em là xong. Đây nó có cái phần lẫy này, xoáy vào. Khi nào rót thì nhấp cái lẫy này cho em. Hàng đẹp tuyệt vời luôn. Hàng của thương hiệu Cuckoo nhá. Cuckoo của Hàn Quốc này, Korea nhá. Đấy. Đây. Giữ nóng cho các bác 24 giờ luôn nhá. Đấy, vừa là fix đun sôi, vừa là giữ nhiệt luôn. Bình thường nếu các bác muốn giữ nhiệt liên tục thì các bác cứ để vào này cho em. Thì nó sẽ tự đun sôi, nó sẽ lại tự ngắt nhá. Và lúc nào cần thì nó lại tiếp tục đun nhá. Còn lại nếu mà các bác không muốn đẩy vào trực tiếp thì khi nào có khách có khứa cần thì các bác đặt vào cho em. Đó, đây. Hàng của nó thì của thương hiệu Cuckoo này. 1500W điện 220V, giá sẽ là 180.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là fix đun sôi nhá. Fix đun sôi này. Fix đun sôi, giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy trà gót chân nhá. Giá sẽ là 100 cành tròn cho con máy trà gót chân như này, 100.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm một máy, một cáp sạc và một viên đá. Đấy, một viên đá mài. Con này mài rất là ngon luôn này. Các bác có thể dùng để mài tay này. Đấy, các bác trông nhà mài này. Đấy. Các cái phần tay của các bác bị da khô nứt nẻ này, gót chân này. Đấy, rồi các cái phần bị da khô đấy các bác này. Đấy thì mình đưa vào mình mài đi cho em. Đấy mình trà đi. Đấy mình trà đi. Sau đó thì bên em có bán kèm cả cái cao ngựa luôn. Các bác có thể dùng cái cao ngựa mình bôi vào cho em. Đó. Thì nó vừa giúp cho các bác là làm mềm da rồi tái tạo các cái phần da non rất là tốt luôn. Đấy. Máy trà gót chân thì sẽ là 100 và hộp cao ngựa này thì sẽ là 30.000 nhá. Đấy 30.000 cho một hộp cao ngựa như này các bác. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng cao ngựa. Khi các bác bôi vào thì nó sẽ giúp cho các bác là làm mềm này, rồi là giúp cho các bác là da non, tái tạo da non rất là tốt luôn. Đấy, cao ngựa thì sẽ là 30k nhá. 30k cho một lọ cao ngựa như này. Còn máy trà gót chân này thì sẽ là 100k một chiếc nhá. 100.000 cho một chiếc máy trà gót chân như này. Kèm cho các bác là một cáp sạc và một cái viên đá và một máy như này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ 4 cưa kéo như này nhá. Hàng này nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy thì sẽ là lấy cái chưa dán này. Thôi bỏ được. Thì sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái con kéo cắt cành này. Con này thì bên shop lên nó sẽ là kéo cành cam nhá. Đấy. Mã kéo cành cam này thì bên em đang bán lẻ sẽ là 70.000 cho một cái kéo cành cam như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là kéo cành cam nhá, kéo cành cam. Giá của nó sẽ là 70.000 nhá. Con này thì có kèm cho các bác một cái lò xo luôn. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng của Nhật này, made in Japan này. Thép SK5 không gỉ nhá, thép SK5 không gỉ như này. Đó, rất chất lượng cho bác luôn. Có kèm thêm cho các bác một cái lò xo như này nhá. Đấy, kèm thêm một lò xo. Thì con này sẽ bán cho các bác với giá là 70.000 nhá. Lên cho em là kéo cành cam. Giá sẽ là 70k này. Đấy. Tiếp theo thì sẽ là một cái cưa lách như này nhá, một con cưa lách như này, hàng made in Japan này. Đấy, con cưa lách như này thì giá sẽ là 50.000 cho con cưa lách như này nhá. Đấy, tiếp theo là con cưa gấp này. Con cưa gấp dài từ 25 đến 30 cm này, lô này về thì sẽ là lô 30 cm này. Đây các bác xem này. Chất cưa của nó này, uốn cong thoải mái luôn nhá. Đó. Thì con này sẽ là 70.000 nhá. À 50.000 nhá. Con này sẽ là 50.000 này. Đấy. Hàng của Fuku của Japan này. Đấy. Thì con này nó sẽ có các phần mở hình hạt bóng như này. Khi các bác cưa thì nó sẽ đọng các cái phần nhựa hoặc là mùn cưa vào đây thì cưa nó rất là nhẹ cưa nhá. Đấy và có thể gấp gọn này. Tiếp theo là đến một con kéo tỉa inox này. Đấy một con kéo tỉa inox như này. Đấy thì con kéo tỉa inox này thì bên shop bán cho bác với giá đó là 50.000 này, 50.000. Đấy. Cái này 50.000 này, cái này 50.000 là 100 này. Cái này 50.000 nữa là 150 này. Cái này 70.000 nữa là 220 này. Mà hôm nay bên shop bán combo cho các bác cái giá cực kỳ là sốc nhiệt luôn các bác nhá. Rất sốc nhiệt cho các bác luôn. Combo cho các bác 4 món như này. Đấy 4 món như này ngoài sức tưởng tượng luôn. Giá sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho 4 món cưa kéo như này. 70.000 này. Còn cái này thì mỗi món là 50.000 nhá. Mỗi món 50.000. 70.000 là 220. Bán thanh lý cho các bác với giá đó sẽ là 4 món như này. Đấy các bác lên cho em là bộ 4 món cưa kéo này. Bộ 4 món cưa kéo nhá. Bộ 4 món này. Cưa kéo này. Đó cưa kéo. Giá sẽ là 160k nhá. 160.000 cho combo bộ 4 món cưa kéo như này. Thanh lý xả lỗ cho các bác luôn.
Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa Đồng Đức nhá, khóa Đồng Đức này, hàng made in Germany cho các bác luôn. Đây, made in Germany này. Đấy, khóa bằng Đồng Đúc này. Chìa của nó thì sẽ có cho các bác là 4 chìa và nó sẽ là một cái dòng chìa. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng chìa gọi là chìa tròn nhá, chìa tròn. Chìa tròn như này thì rất là khó làm phôi để ăn trộm. Thứ hai là chống trộm chống cắt rất là tốt nhá. Đấy, hai mặt này đều không thể đưa lưỡi cưa vào cắt được. Khi các bác đã đưa vào cửa khóa rồi là sẽ là không đưa lưỡi kéo cộng lực vào cắt được, cho nên là cực kỳ an toàn luôn. Đấy, và hàng này thì các bác sử dụng ngoài trời mưa nắng thoải mái cho em. Và sẽ có cho các bác là 4 chìa liền thì các bác có thể cất đi mình sử dụng dần. Mất chìa này mình dùng chìa khác, hoặc các bác có thể dùng khi mà nhà đông người thì mình chia ra cho mỗi người một chìa là ok. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là khóa Đồng Đức nhá. Sẽ là 150 cành thôi, 130.000 thôi. Đấy, hàng về giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. 130.000 cho cái bộ khóa Đồng Đức như này. Đấy. Hàng chất lượng 5 sao luôn các nhá. Đây, chất lượng 5 sao luôn. Made in Germany này. Đó. Lên cho em là khóa Đồng Đức nhá. Giá sẽ là 130k này, 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mã khăn tắm nhá. Đấy, lên cho em là khăn tắm này. À, khăn tắm Hàn Quốc này. Đấy, thì combo cho các bác một chiếc khăn tắm như này. Hàng to, dài, đẹp. Đấy, chất bông của nó này. Hàng khá là to luôn, chùm hết cả màn hình luôn các bác nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 40 cành nhá. 40 cành, kích thước của nó sẽ là 40x70. Đấy, một mặt bông thô, một mặt bông mịn, hàng rất là đẹp cho các bác luôn này. Đấy, hàng rất đẹp luôn. Các bác dùng để khi mình tắm giặt xong thì mình có thể mình vệ sinh này, lau, mình tắm xong mình lau khô thì mình choàng hết cả bằng người luôn. Kích thước của nó sẽ là cực kỳ là to khủng luôn các bác nhá. Đấy. Kích thước của nó sẽ là 70 x 1m4 nhá, 70 x 1m4. Rất là to luôn và hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc như này. Đây, toàn bộ chữ Hàn hết này. Đấy, lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Kích thước của nó sẽ là 70 x 140 cm nhá. Hàng to khổng lồ luôn. Giá sẽ là 40k nhá. Bình thường các bác ra cửa hàng mà mua nhá, giá của nó cũng phải là đâu đó vào khoảng là 100-120.000 nhá. Đấy, mà mỗi khăn tắm to như này giá chỉ có 40k thôi. Giá này là giá thanh lý hạt rẻ cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn rửa mặt nhá. Đấy, đây. Nó sẽ là khăn rửa mặt như này và bên shop bán theo combo. Đấy, bán theo combo tức là bán theo một dây như này sẽ là 60.000 cho một dây 10 chiếc này. Đấy, một dây này sẽ là 60k nhá, trên 10 cái này. Đấy, còn các bác 10 cái nhá, trên 10 cái, còn các bác mua lẻ thì em sẽ bán từ 3 cái trở lên nhá. 3 cái sẽ là 20.000 cho 3 cái này. Hàng nó sẽ là hàng. Đấy, chất bông thì nó cũng giống của cái khăn to. Đấy, và kích thước của nó sẽ là 30x50 nhá, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn, dày dẫn ngon lành. Đấy, thấm hút nước, thấm hút mồ hôi tốt. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là bao nhiêu? Đấy, một con khăn rửa mặt như này bán theo combo 3 chiếc sẽ là 20.000 cho 3 chiếc nhá. 20.000 cho 3 chiếc khăn rửa mặt như này. Đấy, rất là tiện ích và phù hợp cho các bác sử dụng luôn. Đấy, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con robot lau nhà nhé. Đấy, robot lau nhà này. Con này thì nó sẽ là một con máy cực kỳ tiện ích cho các bác luôn. Đấy, thứ nhất là giá con này thì khỏi phải bàn rồi. Một con máy robot như này mà giá chỉ có 120.000 thì nói chung là cũng là giá yêu thương cho anh chị em rồi. Đấy, giá yêu thương cho anh chị em rồi nhé. Giá này thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, có lô về màu trắng, có lô về màu đen. Đấy, và các bác vệ sinh ở đây cho em này. Đấy, vệ sinh thì mở đây ra vệ sinh nhá. Đây nhá, hàng trắng bong sạch sẽ đẹp như này. Bây giờ em sẽ test thử cho các bác xem để các bác thấy cái độ hút của nó khủng khiếp như nào nhá. Tháo cho em cái lẫy cản pin này ra này. Đấy, và các bác nhấp cái công tắc ở đây này, nhấp công tắc star này là nó sẽ chạy nhá. Hàng trắng bong sạch sẽ. Bây giờ em sẽ test thử cho bác xem này. Đó, máy đang chạy này, chạy trên thảm này, chạy nền đất, nền điếc, ok hết nhá. Và nó sẽ chạm vào đâu thì nó sẽ tự nó quay đầu nhá. Đấy, đây, ví dụ nó sẽ chạm vào là nó sẽ tự quay đầu này. Đấy, đấy. chạm vào vật thể thì nó sẽ tự quay đầu ra thì nó rất là tiện các bác nhá. Đó, và con này hút cực kỳ là sạch luôn. Đó, đây, hút trên thảm, hút dưới đất, hút phòng ngủ, phòng khách đều ok hết nhá. Đó, rồi đây em sẽ cho các bác xem thực tế luôn. Đấy, em chỉ để có 30 giây thôi nhưng mà nó hút rất là khỏe luôn. Đây, đấy, đây, đấy, các cái dòng bụi mịn siêu mịn này, bụi siêu mịn này. Đấy, vừa nãy em mở ra cho các bác là trắng bong sạch sẽ nhá, mà đây nó đã hút bụi vào đầy như này là các bác biết rồi nhá. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác có thể dùng để mình hút bụi rất là tốt luôn nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn các bác. 120.000 cho một con máy hút bụi thì các bác biết rồi. Đấy, khỏi phải bàn về giá rồi các bác nhá. Khỏi phải bàn về giá luôn. Đó, giá chỉ có 120k thôi.
Đấy, về nhà thì các bác rút cho em cái lẫy cảm pin này ra là mình sử dụng thôi. 120.000 cho một con máy hút bụi. Đấy, không thể tin nổi luôn cô nhá. Lên xem là robot hút bụi nhá. Robot hút bụi này. Robot. Robot hút bụi nhá. Giá của nó sẽ là 120k. Đó, robot. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng thêm này lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 ship đó các bác nhá. Đó. Thì ship bây giờ thì bình quân chung là 30.000. Và từ 200 trở lên thì bên em đã bao ship rồi cho nên nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bác nào mua dưới 200 thì cộng cho em 30.000 ship nữa. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác một cái chắn dầu mỡ nhá. Các bác lên cho em là chắn dầu mỡ. Cái này thì để khi các bác đun bếp mà các bác chiên rán xào nấu thì các bác lắp vào để mình chắn dầu mỡ cho em thì nó rất là tiện. Đấy, thì khi mà mình rán đồ ấy các bác. Đấy, khi mình rán đồ thì thường nó hay có dầu mỡ. Thì các bác chỉ cần đặt cái này cho em là xong này. Đấy, đặt này cho em là xong. Đấy, thì khi nào các bác dùng đồ rán thì các bác mới cần. Còn lại là bình thường thì các bác không cần. Con này thì nó sẽ là bằng dạng như là giấy bạc. Cho nên là các bác dùng xong thì mình có thể là mình giặt, mình rửa đi sau đó thì mình gấp gọn vào. Còn khi nào các bác chiên rán thì các bác lại che đi như này cho em. Thì con này nó rất là tiện mà các bác dùng để mình chiên rán dầu mỡ thì rất là tiện luôn. Đấy, nó có thể gấp gọn được hẳn như này các bác này. Đấy, gấp gọn là 10 phân 1 này. Thì các bác có thể tự mình điều chỉnh để mình che chắn cho nó phù hợp nhé. Đấy, thì đây nó sẽ là một con như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là chắn dầu mỡ nhá. Chắn dầu mỡ. Giá thì chỉ có 25k cho một cái miếng chắn dầu mỡ này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là miếng chắn dầu mỡ. Giá sẽ là 25k. Đó. Lên cho em là chắn dầu mỡ này. Chắn dầu mỡ nhá. Chắn dầu mỡ. Giá của nó sẽ là 25k. Cho một cái miếng chắn dầu mỡ như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy. Khi các bác dùng thì nó sẽ đặt vào như này cho em. Đó. Thì khi mà các bác rán xào nấu mà nó có dầu có mỡ thì các bác chắn vào này cho em. Đó, xong là dùng xong thì mình lại bỏ ra thôi. Đấy, thì nó rất là tiện. Thì mình ví dụ như là các cái phần dầu mỡ mà mình dùng, nó mình chiên rán nó bắn ra ngoài thì mình chỉ cần chùi đi là xong. Đó, nó sẽ dễ, rất là dễ lau chùi và sạch sẽ. Đấy, và rất là tiện ích luôn. Thì nó sẽ là bằng dạng là giấy bạc nhá. Để các bác chắn dầu mỡ nó rất là tốt luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Dùng để mình chắn nó rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 25.000 đây. Đấy, nó sẽ chắn như này các bác này. Thì khi mình nấu nướng thì dầu mỡ nó bắn ra, các bác dùng nó rất là tiện. Nên cho em là chắn dầu mỡ, giá sẽ là 25.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái chai xịt chuột này. Đấy, hàng này nó cũng là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 35.000 cho một chai xịt chuột như này. Đây. Made in Japan này. Đó, hàng của cái gì Tatsutamachi các bác này. Đấy. Đây. Đấy, Made in Japan nhá. Con này thì các bác lên cho em là xịt đuổi chuột vĩnh viễn nhá, xịt đuổi chuột vĩnh viễn. Giá sẽ là 35k cho một chai xịt đuổi chuột vĩnh viễn như này. Có kèm cho các bác làm cái đầu vòi xịt như này, về nhà các bác xoáy cái nắp này bỏ ra, xoáy cái này vào cho em. Đấy, chỗ nào mà nhiều chuột thì các bác xịt vào cho em. Đường đi nối lại hoặc các cái khu vực nào mà chuột nó hay cắn này, hoặc là máy máy ô tô các thứ, các bác nào có ô tô mà ít đi mà hay bị chuột chày nó xâm nhập thì các bác dùng con này cho em. Đó, giá sẽ là 35k. Ở Nhật thì nó chuyên dùng cho các cái thành phố lớn này. Đấy, 35.000 cho một chai xịt chuột đuổi vĩnh viễn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái găng tay làm vườn này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình sử dụng mình làm vườn này. Đấy, làm vườn dọn dẹp vệ sinh rồi nói chung là nhặt cỏ vườn các thứ cũng rất là ok. Đấy, thì nó sẽ là một cái găng tay, nó sẽ có một chiếc bên phải là có cái phần cào cỏ như này nhá, cào như này thì các bác có thể vừa cào xới đất và nhặt cỏ này, còn một chiếc bên này thì nó sẽ là bình thường như này và cái mặt này của nó bằng cao su nhá. Đấy, hàng này thì bên em thanh lý cho các bác cái giá chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái đôi găng tay làm vườn như này thôi. 30.000 một đôi nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là găng tay làm vườn nhá. Giá sẽ là 30.000 một đôi như này. Các bác có thể dùng để mình cào đất, nhặt cỏ các thứ rất là ok luôn. Lên cho em là găng tay làm vườn, giá sẽ là 30k cho một đôi găng tay làm vườn như này.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tẩy lồng giặt nhá, tẩy lồng giặt. Giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này. 25.000 cho một hộp như này thì đây nó sẽ là một cái dòng viên tẩy các. Đấy nó sẽ là cái dòng viên như này. Thì về nhà các bác cứ cho trực tiếp vào lồng giặt, sau đó thì mình tẩy, mình vệ sinh đi là xong. Đấy nó rất là tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái viên tẩy lồng giặt như này giá của nó chỉ có cho các bác là 25.000 một hộp như này thôi. 25.000 cho một hộp mà tổng của nó sẽ được là đi 10 viên nhá. Đấy 10 viên. Đấy lên cho em là tẩy lồng giặt này. Lên cho em là tẩy lồng giặt nhá. Tẩy lồng giặt giá sẽ là 25k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 10 viên. Thì cứ khoảng 1 tháng các bác cho vào một lần cho em. Và các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên. Đấy nó vừa sạch sẽ, vừa an toàn, vừa tiện dụng các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chai xịt bếp nhá. Cuối năm rồi thì các bác dùng cái chai xịt bếp này cho em. Đấy con này thì chuyên tẩy xịt bếp nhá. Giá sẽ là 45.000, 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là dòng là chiết xuất từ chanh tự nhiên rất là thơm này, từ chanh tự nhiên rất là thơm này. Đấy. Thì khi các bác xịt ra nó sẽ là một cái dạng bọt như này. Một dạng bọt như này thì các bác cứ để cho em từ 5 đến 10 phút, sau đó thì các bác lấy bàn chải các bác kỳ cọ đánh đi. Thì con này nó sẽ là chuyên tẩy dầu mỡ rất là tốt luôn, tẩy dầu mỡ các vết bám dầu mỡ này, bám lên các cái dòng như là bếp ga này rồi các cái máy hút mùi các thứ là các bác tẩy rất là sạch luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá. Đấy lên cho em là xịt bếp. Giá sẽ là xịt bếp này, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một cái bình xịt bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thanh cài dao nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi thì các bác có thể mua về để mình tân trang nhà cửa này, dọn dẹp vệ sinh rồi dao dựa các bác dắt lên cho nó ok. Thứ nhất là sạch đẹp, sáng bóng, thứ hai là sạch sẽ vệ sinh nhá. Đây. Chiều dài của nó thì vào khoảng là đi 45cm. Đó và có 1 2 3 4 5 cái móc treo như này. Còn dao thì các bác dắt trực tiếp lên đây cho em. Lên cho em là thanh cài dao nhá. Giá thì sẽ 90.000. Có kèm ốc ác hẳn hoi cho các bác luôn nhá. Có kèm sẵn ốc luôn. Đấy. Có kèm sẵn ốc ác hẳn hoi như này thì về các bác sử dụng rất là đơn giản thôi, có ốc rồi. Về nhà các bác chỉ việc là bắt vít vào cho em là xong. Đấy. Khoan bắt vít vào cho em. Một là bắt lên cổng lên cửa, hai là các bác bắt lên tường, bắt lên tường. Đấy, có cả ốc sẵn cho các bác luôn. 90.000. Tiếp theo thì mùa chuẩn bị sang mùa mưa thấm rột rồi thì các bác dùng cái keo tôn này cho em. Lên cho em là keo 10 nhá. Keo 10 bản của nó sẽ là 10 sen và giá thì sẽ là 40k nhá. 10 sen và dài khoảng 5 mét thì các bác bóc ra các bác dán lên cho em các cái phần tôn mà bị thấm rột nhá. Đấy, bên trên này của nó sẽ là một lớp giấy bạc này, giấy bạc chống nóng này, và bên dưới này của nó sẽ là một cái lớp cao su non thì các bác dán lên các cái vết nứt rất là ok luôn. Đấy, keo tôn nhá. Tiếp theo thì ngoài keo tôn thì bên shop cũng có một cái dòng keo chống thấm, đó là cái keo chai xịt chống thấm này. Đấy thì cái này khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em, lắc đều lên, sau đó thì các bác xịt trực tiếp lên các cái vết nứt như này các bác này. Đấy, xịt trực tiếp lên vết nứt như này. Đó, xịt trực tiếp lên này cho em. Đó thì nó sẽ là các cái phân tử nano như này, khi xịt vào thì nó sẽ lấp đầy các cái lỗ trống như này nhá, lấp đầy các lỗ trống như này và nó sẽ đông cứng lại thì nước nó sẽ không thấm rột vào cái lỗ cứng này được. Đó, lỗ trống này được. Giá thì sẽ là các bác lên cho em đó là xịt chống thấm nhá. Bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50k nhá. Xịt chống thấm này. Xịt chống thấm giá sẽ là 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này. 450ml các bác nhá. Xịt chống thấm này. Đấy. Thì đây, khi các bác xịt thì nó sẽ là phủ hết các cái phần khe hở như này và nó sẽ chống thấm rột rất là tốt luôn nhá. Đó, chống thấm rột rất là tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn này. Đây. Đấy, găng tay thức ăn như này thì các bác có thể dùng trực tiếp để mình chế biến thực phẩm thức ăn này, hoặc là dọn dẹp vệ sinh này, hoặc là dùng các công việc đều ok hết nhá. Một hộp này của nó thì sẽ là từ 80 đến 100 cái, rất là nhỏ gọn tiện ích nhá. Nhỏ gọn tiện ích và hàng rất là dai thì các bác có thể dùng để mình gọi là dùng đa di năng được luôn. Đấy, thứ nhất là làm thực phẩm, làm thức ăn này. Đấy, chế biến đồ ăn này. Đấy. Chất liệu của nó là giấy bóng lụa nhá, siêu mềm và siêu dai luôn. Đấy, siêu mềm siêu dai. Khi mà các bác đeo vào là nó như thật luôn, nó như thật luôn thì mình dùng nó rất là tiện ích. Đấy, kể cả em cầm bút em viết cũng rất là ok này. Găng tay thức ăn này, giá sẽ là 25k trên một hộp như này. Số lượng từ 80 đến 100 cái nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp hũ đựng gia vị này. Giá sẽ là 15.000 trong cái hũ như này bằng thủy tinh nhá. Đấy, khi các bác về thì các bác lật ngửa cái phần này lên cho em. Nó sẽ có cho các bác một cái nắp đậy như này. Đấy, một cái nắp như này các bác này. Đấy, cái nắp đây. Và có thêm cho các bác một cái xìa luôn. Đó, một cái nắp như này.
Con này ưu điểm của nó thì nó sẽ có sẵn cái xìa này luôn, các bác chỉ cần đậy cái xìa này vào thôi. Đấy, và khi mình xúc thì mình lấy ra này cho là xong. Đó, nó rất là tiện đây. Khi đậy vào thì ấn này xong, kín đáo sạch sẽ, không lo ruồi muỗi kiến gián này. Đấy, con này thì giá chỉ có 15k thôi, mà chất liệu của nó thì lại bằng thủy tinh, cho nên là rất là sạch sẽ. Giá sẽ là 15k nhé. Bên mã giúp cho em đó là hũ gia vị nhá, hũ gia vị 15k cho một cái hũ gia vị như này, 15.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái bình voi nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái bình như này, thì các bác chuyên dùng để mình đựng nước rất là ok. Đấy, inox 316 này, dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, dung tích 1 lít này. Ưu điểm của con này thì rất là tiện này, các bác chỉ cần mở nắp như này ra cho em là xong, nó rất là tiện luôn. Thì các bác có thể uống trực tiếp này, hoặc là ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái vòi hút tự động như này, thì các bác lắp một cái đầu này là một cái đầu vòi mềm này, thì các bác lắp vào cho em, sau đó thì mình để xuống dưới đít này, để xuống dưới đít nhá. Và một cái đầu vòi cứng này thì các bác lắp vào, sau đó thì mình để lên trên này. Đấy, nó sẽ là đầu mềm này để dưới này, thì các bác chỉ cần lắp vào đây cho em là xong. Inox 316 này, sáng bóng đẹp này, giữ sạch sẽ này các bác này. Đấy, có quai đeo này các bác này, có quai đeo này rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, và khi các bác dùng thì cần mở cái nắp này ra là các bác mút trực tiếp vào cái đầu vòi này luôn. Đấy, hoặc có thể không dùng, không thích dùng cái nắp này thì các bác uống ở đây, uống cái đầu này hoặc mút ở đây. Đấy, đậy nắp lại này, ấn gioăng vào này, rất sạch sẽ luôn. Các bác có thể mua để mang đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch, thể dục thể thao đều ok hết nhá. Theo một cái nghiên cứu mới nhất của Mỹ thì trong cái nước đóng chai là có sẵn vi nhựa, cho nên là các bác không nên dùng cái nước đóng chai nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? Các bác lên cho em là bình voi nhá. Đấy, bình voi giá sẽ là 160k nhá. Đấy, dung tích của nó thì khoảng 1.2 lít đến 1.3 lít nhá, 1.2 lít, 1.3 lít, hàng khá là to luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái túi vuông nhá. Con này thì sẽ là 190.000. Đấy. 180.000. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái ngăn đằng trước như này. Đấy, đằng trước có 1 2 ngăn này, đằng sau một ngăn là 3 này, và một ngăn to là 4 này. Chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên, có màu xanh và màu xám nhá. Đấy, có quai đeo như này các bác này, có quai đeo như này. 180.000, bên trong có 2 ngăn nữa, một ngăn khóa và một ngăn phụ. Có màu xanh và màu xám như này nhá, màu xanh màu xám đen như này. Đấy, gọi là màu xanh và màu xám, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Về nhà các bác cứ chuẩn bị bật lửa đây đốt thoải mái cho em. Đốt vô tư, đốt thoải mái, không phải lan tan. Đấy, tại vì con này thì bên shop bao cho các bác là 100% là da bò tự nhiên, cho nên là các bác không phải nghĩ nhá. Đấy, 100% là chất liệu của nó là da bò tự nhiên, cho nên là dùng nó rất là thích các bạn. Đấy, dùng rất là ngon lành cho các bác luôn. 100% là da bò tự nhiên như này. Đó. Về nhà các bác có thể lấy máy lửa đốt vào đây, đừng đốt vào cái chỗ phần chỉ, phần khóa này là được. Đấy, khóa bằng đồng các này, khóa bằng đồng rất là ngon luôn. Có quai đeo và sách đồng hành, chiều cao 25, chiều rộng 20. 180.000 cho một cái túi da bò như này nhá. Tên cho em là túi vuông, 180.000. Đó, rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái điện thoại 4 sim này. Đấy, đây nó sẽ là một con điện thoại rất là chất lượng như này. Đấy, 4 sim cho các bác sử dụng luôn. Về nhà thì các bác bóc cái màng ra cho nó, sau đó thì lắp sim vào cho em. Sim thì ở dưới đít này nhá. Đấy, 4 khai sim luôn. Giá sẽ là 450.000. 450.000 trong con điện thoại 4 sim như này. Rất tiện ích nhá. Con này thì có cả đèn pin này. Các bác ấn này lên cho em là một con đèn pin rất là sáng luôn nhá. Các bác có thể dùng là đi ban đêm nhá. Là một con đèn pin chứ không phải đèn led đâu. Có máy chụp ảnh các thứ đàng hoàng. 450k cho con điện thoại 4 sim như này. Rồi ok. Vâng, em Phạm Huấn lại quay trở lại, trân trọng gửi đến các bác các cái mã hàng bên em nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hồ lô tưới cây nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này trước em đang bán là 120 nhá. Đợt này về cho các bác giá tốt chỉ còn là 110.000 cho một con hồ lô tưới cây như này thôi. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, made in Japan con này. Đấy, made in Japan, hàng của Nhật. Ở đây thì dung tích của nó là 2 lít nhá, 2 lít. Đấy, đầu vòi bơm các thứ này, lọc liếc đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì ưu điểm của nó sẽ dùng nó rất là tiện này. Đấy. Thì tiện nó sẽ như nào các bác nhá. Thứ nhất là bơm rất là nhẹ này, bơm rất là nhẹ này. Thứ hai là có van xả hơi này. Đấy, có van xả hơi không nhá. Đấy, có van xả hơi. Khi hơi đầy thì các bác có thể dùng cái con van xả này cho em. Thứ ba là có cái phần lẫy khóa như này rất là tiện nhá. Lẫy khóa này rất là tiện các bác này. Đấy. Khi các bác tưới thì mình chỉ ấn cái lẫy này vào là nó sẽ tự bơm này và có điều chỉnh van nhá. Thì các bác có thể dùng để tưới cây cảnh này, rồi tưới lan, tưới cây này, rồi xịt rửa, rồi phun thuốc sâu rất là tốt luôn. Giá thì đợt này về cho các bác giá tốt hơn một chút nhá. Đấy.
lên cho em đó là hồ lô tưới cây nhá, hồ lô tưới cây. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác, cái giá chỉ còn 110.000 thôi. Hồ lô tưới cây này, hồ lô tưới cây, hồ lô tưới cây 110k nhá, 110.000 đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái bộ dao Nhật chuyên Thái nhá. Đấy, các bác lên cho em là bộ dao chuyên Thái. Bộ dao này thì bộ dao 6 món chuyên Thái này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 3 dao này, 3 dao, một giá đỡ và một cái liếc, một kéo này. Đấy. Đây. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái giá đỡ như này. Con giá đỡ rất là xịn sò luôn, chất liệu của nó thì bằng nhựa meca nhá, nhựa meca. Các bác dùng nó rất là sạch sẽ này. Đấy, đây. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, mới tinh còn nguyên niêm phong nhá các bác nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay dắt dao như này này. Kèm cho các bác là một cái bộ dao cực kỳ là uy tín cho các bác luôn. Bộ này thì nó hàng của nó mỏng thôi nhá. Các bác chuyên dùng để thái cho em nhé. Con này không thể chặt được đâu. Đấy. Các bác lên cho em là bộ dao 6 món chuyên Thái nhá. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là lên cho em là dao 6 món chuyên Thái này. Bộ dao này. Đấy, bộ dao 6 món này. 6 món chuyên Thái nhá. Chuyên Thái này. Đấy, thì sẽ bao gồm giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 150.000 nhá. 150.000 cho bộ dao, không thể tin nổi luôn. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một con dao thái nhọn này. Đấy, bỏ tranh tờ giấy đây. Một con dao thái nhọn này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Hàng siêu bén cho các bác luôn nhá. Tiếp theo nó sẽ là một con dao thái bản nhỡ này. Đấy, một con dao thái bản nhỡ đây này. Tiếp theo nó sẽ là một con dao thái bản vừa này. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được thôi chứ còn không thể chặt được nhá. Đây, test từng con một cho bác xem. Con này thì chiều dài khoảng 30cm các bác này. Đấy, dao thấy khủng khiếp cho các bác ơi. Đấy, quá khủng khiếp luôn các bác nhá. Đó, độ bén thì khỏi phải bàn đi. Đấy, độ bén khỏi phải bàn này. Japan con này. Đấy, tức là nó mỏng thôi nhưng mà nó rất là sắc các bạn. Đấy, mỏng thôi nhưng rất là sắc luôn. Đấy, tiếp theo là một con nữa này. Đấy, thấy các bác thấy không? Đây. Kinh khủng không các bác? Thấy kinh khủng không? Đó, rất kinh khủng luôn các bác nhá. Đó. Đây, tiếp theo thì nó sẽ là một con nữa này. Con này thì nó sẽ dày hơn một chút. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được nhá. Băm nhẹ được chứ còn con này thì em không khuyến khích chặt. Đấy, tại vì nó rất là mỏng thôi. Đấy, thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái liếc này. Khi nào các bác dùng đến cái liếc này thì mình dùng, tại vì là dao thì mình dùng nó rất là bén lâu. Đấy, một cái kéo rất là ngon này. Cắt gà, cắt cá này, khui bia này, mở nắp chai này đều được hết nhá. Đấy, cắt gà, cắt cá, thực phẩm, thức ăn này, khui bia này, rất đẹp luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Thì combo cho các bác bao gồm là 6 món này. Một dao, hai dao, ba dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ như này. Combo cho các bác 6 món. Lên cho em là bộ dao 6 món chuyên Thái nhá. Đấy, bộ dao 6 món chuyên Thái, giá là 150.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái nồi cơm mini nhá. Lên cho em là nồi cơm mini. Đấy, đây nó sẽ là một con nồi như này. Đấy, nhỏ gọn thôi. Dung tích của nó là 1,2 lít cả vỏ. Còn nguyên cái phần Âu này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 800ml thôi. Đấy, 800ml thì con này cũng chỉ dùng cho 2 người ăn thôi, dùng cho 2 người ăn thôi. Nhưng mà nó rất là nhỏ gọn và tiện ích nhá. Đấy, khi các bác nấu nướng thì nó rất là nhỏ gọn. Đấy. Có kèm cho các bác là một cái môi sới rất là mini này và một cáp điện này. Đấy. Các bác đậy vào đây cho em. Đấy, sau đó thì mình nhấp cái nắp này vào này. Đấy. Đậy vào. Đậy vào, nhấp cái nắp này vào. Rất là nhỏ gọn luôn. Hàng của thương hiệu Chigo nhá. Công suất của nó đây. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là 1 lít 2 là cả vỏ nhá. Đấy, điện 220V, công suất là 200W. Đấy, lên mã giúp cho em đó là nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini. Nồi cơm mini này. Nồi cơm mini. Đấy, giá của nó sẽ là 270k và bao ship nhá. Dung tích của nó là 1,2 lít. Đấy, cả vỏ nhá, 1,2 lít cả vỏ luôn. Đó, giá thì sẽ là 270.000, 1,2 lít cả vỏ, lưu ý giúp nhá. Đấy, đây, rất đẹp, rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Rất đẹp, rất ngon lành cành đào nhá các bác nhá, rất là ok luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về Minh ơi, lấy trong cái dây điện vàng về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bóng đèn nhá. Đầu tiên thì em sẽ lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bóng đèn 5 cánh này. Đấy, con này là đèn 5 cánh. Giá sẽ là 125.000. 125.000 cho con bóng đèn 5 cánh này. Em sẽ test trực tiếp cho các bác xem luôn. Đấy, đèn 5 cánh nhá. Đây, test trực tiếp điện cho các bác xem luôn. Hàng siêu sáng các bác, siêu sáng luôn. Đó, đây. Đấy, rất sáng luôn các bác nhá. Ấy, sáng chói, sáng chang luôn, sáng loè cả mắt luôn các bác nhá. Và có thể gấp lên như này. Con này công suất của nó là 100W, sử dụng điện của nó sẽ là 65.000K nhá. Đấy, tức là độ phân giải của LED là 65.000K.
thì nó rất là sáng luôn. Đó, rất sáng luôn các bác này. Các bác thấy chưa? Rất sáng luôn. Con này thì nó sẽ là 5 cánh nhá. Con 5 cánh này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con đèn 5 cánh này sẽ là 125.000 nhá. 125.000 5 cánh này. Hả? 120k nhá. 120k cho con 5 cánh như này. Có tiếp cho các bác là một con 8 cánh luôn. Đấy. Con này thì sẽ là một em 8 cánh này. Em 8 cánh này thì siêu sáng rồi. Con này sẽ là 200W nhá. 200W có thể gấp gọn được các bác này. Đấy. Em này sẽ là em 8 cánh cho các bác luôn. Đấy. 8 cánh như này. Công suất của nó là 200W này. Đấy. 200W 8 cánh này. Con này thì gọi là độ sáng của nó thì quá khủng khiếp rồi các bác nhá. Quá khủng khiếp rồi. Đó các bác xem, bật lên này. Ấy, các bác thấy chưa? Đó, sáng trắng luôn các bác này. Đấy, 8 cánh luôn, có thể gấp gọn như này các bác này. Đấy, thì các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Mang đi chiến công trình này, hoặc anh em dùng ở nhà này. Đấy, có cỗ có bàn tết nhất công việc thì các bác sử dụng con này cho em. Siêu sáng luôn nhá. Đấy, và rất là đẹp này. Vừa là trang trí vừa là sử dụng trực tiếp luôn. Con 8 cánh này thì sẽ là 8 cánh nhá, lên cho em là 8 cánh này, 190k nhá. Đấy. Ngoài ra thì bỏ cho anh cái 4 cánh mini. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ điều khiển trực tiếp nhá. Điều khiển trực tiếp thì sẽ bao gồm cho các bác là một cục nguồn và một điều khiển như này. Đấy, thì đầu tiên các bác cắm cái cục nguồn này vào điện 220 cho em này. Cắm cục nguồn này vào điện 220 này. Đấy, sau đó thì các bác cắm cái thiết bị cần điều khiển qua nhá. Đấy, bóng đèn hoặc các cái thiết bị khác cần điều khiển qua. Sau đó thì các bác điều khiển cho em là ok. Đấy, có thể điều khiển cách xa 1 cây số. Các bác dùng cho các cái dòng thiết bị như là bình nóng lạnh này, quạt điện này, rồi motor, máy bơm các thứ đều ok hết nhá. Đấy, lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy, điều khiển trực tiếp. Điều khiển cắm trực tiếp này, điều khiển cắm này. Đấy, cắm trực tiếp bao nhiêu nhỉ? 270k và bao ship cho bác cái bộ điều khiển cắm trực tiếp như này. Đây. Các bác này, đấy, nó sẽ là một cái điều khiển như này. Cái mẫu ổ cắm điều khiển từ xa bằng remote nha. Đây là sản phẩm cầm trên tay của mình nè, nó nhỏ gọn luôn, nằm lọt lòng bàn tay ha. Ở đây thì nó có tay remote bật tắt điều khiển từ xa. Theo thông số nhận xuất thì xa khoảng 100m tới 1000m ha. Và thực tế thì bà con mình dùng thì nó rất là ok 200. Luôn các bác nhá. Đây đây các bác này. Tâm sẽ ghép nối với cái tay remote nhỏ này và một tay remote đặc biệt nữa là bà con mình hay dùng đó là nhấp nháy ha. Sau đó chúng ta bấm lên tay remote bật tắt này các bác này. Rồi nó nhấp nháy lại lần nữa là nó đã ghép nối thành công rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ bật tắt. Đấy, rất đơn giản các bác nhá. Rất là đơn giản ha, thao tác đơn giản lắm. Đấy, con này thì giá sẽ là 270.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái lọ nước hoa như này. Một lọ nước hoa như này kèm cho các bác là các cái đầu tăm để nó tỏa hương này và một cái nơ như này, một cái nơ rất là đẹp như này. Các bác có thể để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, nhà hàng, khách sạn đều ok hết. Rút cái bấc này ra cho em. Cái nắp này ra cho em, cắm cái bấc này vào. Đó, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Đó. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn đây. Hotel các bác này. Đấy, chuyên dùng nhà hàng khách sạn. Bảo sao các bác vào nhà hàng khách sạn nó thơm là như vậy các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái chai nước hoa khách sạn như này là 30.000 thôi. Nước lên cho là nước hoa khách sạn nhá. Giá sẽ là 30k trên một chai. Các bác có thể mua về vài chai mình dùng dần để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà ăn, toilet, phòng ngủ, phòng khách đều ok hết. Và trong nhà lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, đặc biệt là mùa nồm ẩm này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chân để đứng này, một cái cáp sạc này và một chiếc vật như này. Đấy, khi các bác bật lên này, bật cho em đẩy cái chế độ này lên thì cái đèn hồng ngoại này nó sẽ lên này. Đấy, và con mũi nó bay vào nó sẽ chập này các bác này. Đấy, oánh điện còn giật mình luôn nhá. Con này mà các bác tránh xa tầm tay trẻ em cho em nhá. Trẻ em mà động vào là nó giật cho đơ người đấy các bác nhá. Nó giật rất là mạnh luôn, điện nó đẩy rất là mạnh các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, nó chập rất là mạnh luôn các bác này. Con này thì bên shop đang bỏ anh đi kiềng này. Cái Big Bang. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai chức năng. Đấy, ba chức năng tất cả. Đầu tiên nó sẽ là một chức năng là bắt mũi tự động thì các bác đẩy lên cho em. Đẩy lên cho em là bắt mũi tự động thì các bác phải liên tục cắm sạc nhá. Thứ hai là bắt mũi thông thường thì các bác chỉ cần là bật lên sau đó thì mình nhấp này thôi này. Đấy, nhấp này. Đấy, còn thứ ba là các bác có thể bật trực tiếp lên, vừa cắm vừa làm đèn ngủ được luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, chuẩn bị vào mùa nồm ẩm này thì muỗi lại xuất hiện nhiều nhá, thì các bác dùng con này cho em rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là vật đứng nhá. Đấy, vật mũi đứng này. Vật mũi đứng giá sẽ là 130.000 nhá. Tiếp theo thì một cái sản phẩm giúp cho các bác tiết kiệm trong gia đình đó là chắn bếp ga nhá, chắn bếp ga.
Thì con này nó phù hợp với hầu hết các loại bếp ga luôn. Các bác chỉ cần đặt vào cái khay bếp của nhà mình, khi đun thì gió nó có tạt thì nó cũng giữ cho cái lượng ga của nó, các bác không bị tỏa ra ngoài nhá. Đấy, lên cho em là chắn bếp ga nhá, chắn gió bếp ga này, chắn gió bếp ga, giá sẽ là 25k một chiếc nhá, 25.000 cho một con chắn gió bếp ga như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây, các bác này. Sản phẩm kiềng chắn gió bếp ga giúp cho chúng ta đun nấu nhanh hơn, hiệu quả hơn. Được thiết kế chuyên biệt cho các dòng bếp ga từ 6 chân đổ xuống là có thể lắp được. Kiềng chắn gió có độ bền cao nhờ cấu tạo vững chắc bằng chất liệu thép, không gì chịu nhiệt, chịu lực lớn. Kiềng giúp tránh gió tạt làm mất nhiệt, hội tụ nhiệt tối đa vào phần đáy nồi, xoong, chảo, tăng hiệu quả sử dụng ngọn lửa của bếp, giảm thời gian đun nấu từ 20-30%, do vậy sẽ tiết kiệm được lượng ga tiêu thụ thực tế. Đặc biệt khi sử dụng kiềng sẽ rất an toàn cho nhà có trẻ nhỏ, tránh trẻ chạm vào bếp lửa có thể gây bỏng. Hiện tại bên em đang có chương trình khuyến mãi giảm giá. Đấy, giá chỉ có 25.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm về sức khỏe, đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy. Đây, của nó thì nó sẽ là germanium các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng bằng hợp kim này, mạ vàng 18 carat này, có kèm cho các bác các cái hạt nam châm nhá. Các cái hạt nam châm từ trường như này thì khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đấy, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, thì các bác dùng rất là tốt luôn. Thứ nhất là mang tính chất là trang trí này, thứ hai là các bác trang trí trang sức này, thứ hai là các bác dùng vừa là đảm bảo cho sức khỏe luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, cái vòng vòng nam châm điều hòa huyết áp này thì các bác biết rồi. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đấy, lên cho em là vòng vàng này, đó. Vòng vàng này, điều hòa huyết áp nhá, điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k này. 40.000 nhá. Đấy, đợt này về chỉ còn 40k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con bật lửa đồng hồ nhá. Con này về nhà các bác tự bơm ga. Con này thì giá sẽ là 100 cành. Khi các bác bật lên thì nó sẽ có đèn sáng này các bác này, bật lên có đèn sáng này, rất là tiện ích luôn. Đó. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đấy, còn đồng hồ thì đã có pin chạy bình thường. Đây. Đấy các bác thấy không? Đang chạy này. Giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gen co nhiệt này. Đấy, gen co nhiệt như này. Con này thì sẽ là 50.000 cho một hộp như này, bao gồm 328 đầu, to nhỏ lớn bé mẹ con đều được hết nhá. Các bác chỉ cần đấu dây điện này hoặc là các cái dây cáp này các bác đấu, sau đó thì mình hơ lửa đi là xong. Đó, 50k. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con đồng hồ LED như này. Đấy, một con đồng hồ LED như này. Đấy, chiều dài của nó thì vào khoảng 15 cm, chiều cao thì khoảng 5 cm, 5-7 cm coi nhá. Đấy, đây. Con này thì các bác có thể sử dụng pin hoặc là cắm trực tiếp vào cổng USB nhá. Mặt của nó sẽ là mặt trắng gương rất là đẹp như này. Về nhà các bác bóc thêm cái lớp giấy bóng này ra này. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Đấy, nó sẽ hiển thị đúng như trên hình như này các bác nhá, rất đẹp. Thì các bác có thể dùng để mình thứ nhất là làm đèn ngủ này, xem giờ này, và con này nó sẽ có cho các bác là cả cập nhật nhiệt độ luôn nhá. Cập nhật cho các bác cả nhiệt độ các thứ luôn. Rồi chức năng hẹn giờ các thứ đầy đủ nhá. Lên cho em là đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED giá sẽ là 140k nhá, 140.000 cho con đồng hồ LED như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy vít nhá, máy vít đây. Đấy, thì ở đây sẽ kèm cho các bác là hai đầu vít này. Đấy, hai đầu vít như này thì các bác dùng nó cũng rất là tiện ích luôn. Đấy, có sẵn cho các bác là hai đầu vít luôn. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái máy như này. Đấy, con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, chạy rất là khỏe luôn các bác. Đấy, các bác thấy không? Rất là ngon lành luôn nhá. Đó. 130.000 cho con máy vít như này, chạy bằng pin. Đấy, các bác có thể về dùng mình sửa chữa lặt vặt. Con này thì nó bằng máy bằng pin nên là nó công suất của nó vừa phải thôi, nó không quá là mạnh đâu. Nên cho là máy vít nhá. Máy vít giá sẽ là 130k. Đó. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng trầm gỗ này. Giá sẽ là 50.000. Đây, nó sẽ là một con vòng trầm như này. Các bác có thể đeo bằng tay này. Đấy, đeo bằng tay hoặc đeo vào cổ đều ok hết nhá. 108 hạt bằng gỗ trầm tự nhiên, kèm thêm cho các bác là một cái đài sen như này. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Con này đang bán là tiền triệu đấy, nhưng mà đợt này về cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k. Được, ok. Chào các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng. Đấy. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đấy. Rất đơn giản vậy thôi. Thì các cái số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Đấy. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái keo vá tường nhá. Khi các bác nhận được hàng thì sẽ có cho các bác một cái đầu vò như này để các bác lắp vào. Đây. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái dòng keo trắng như này. Các bác dùng để mình vá vào các cái phần tường mà nó bị bong chốc, bị nứt, bị
dàn các bác nhá. Đấy các bác bôi vào cho em này. Đấy, bôi vào cho em như này là xong. Đó. Thì nó sẽ là một cái dòng keo như này. Nó sẽ giúp cho các bác là làm sạch, làm trắng và rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 40k nhá. 40k. Các cái phần tường bị bong chốc, bị thấm rột các bác cho vào cho em 40k. Lên cho em là keo vá tường. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, các cái phần tường bị bong chốc, thấm rột hoặc là bị bẩn, bị bôi này. Đấy. Nhà các bác có trẻ con tô vẽ này hoặc nó bị bong chốc, bị nứt, bị thấm rột, các bác cứ bôi vào cho em là xong. Đấy, các bác cứ bôi vào cho em xong rất là tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có 40.000 thôi, 40.000. Đấy. Đây, các cái phần tường nhà các bác bị thấm rột, bong chốc này hoặc các cái ổ điện ổ điếc này. Đấy, các bác bôi vào cho em là xong nhá. Bôi vào sau đó thì mình vệ sinh đi là xong. Đó, mình làm cho nó nhẵn nhụi đi là xong nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái màu cầu vồng nhá. Giá sẽ là 100.000 cho cái bộ màu cầu vồng như này. Bộ này thì cũng rất là tiện luôn này. Đấy, màu cầu vồng này khá tuyệt vời luôn các bác thấy không? Đây, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì. Đó, nó vào khoảng là trên 100 chi tiết nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là vào trên 100 chi tiết luôn. À 150 chi tiết các bác này, 150 món tất cả luôn. Tổng là 150 món nhá. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì như này các bác có thể mua để cho biếu tặng, làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok, để các em nó học hành rồi sáng tạo, tô vẽ rất tiện ích luôn. Lên cho em là màu cầu vồng nhá. Giá sẽ là 100k cho cái bộ màu cầu vồng như này. Đấy, rất đẹp cho các bác nhá, rất đẹp luôn. Đó. Ở đây thì combo đầy đủ cho các bác luôn nhá. Màu bột, màu sáp, màu nước, màu chì, bút chì, rồi nói chung là đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Các bác mua về để làm quà sinh nhật này, quà tặng hoặc là cho con em nhà mình rất là ok. Tiếp em lên cho bác sản phẩm đó là cái túi đựng rác nhá. Túi đựng rác thì con này rất là tiện. Một bịch này của nó sẽ bao gồm là 100 cái luôn. Bịch này sẽ là 100 cái nhá. Kích thước của nó sẽ là 45x50. Thì các bác mua về mình đựng rác rất là tiện các bạn. Đựng rác rất là tiện. Thì nếu như các bác đựng cái túi bình thường thì kích thước của nó không vừa mà nó lại tốn. Con này thì ưu điểm của nó là nó sẽ có sẵn cho các bác ấy luôn. Đấy. Về nhà thì nó sẽ là từng đoạn một như này. Từng đoạn một này và nó sẽ có sẵn cho các bác là cái phần như này. Các bác chỉ cần là bóc ra cho em là xong nhá. Đấy, bóc ra cho em là xong. Rất là tiện luôn này. Đấy, coi theo. Bóc ra như này. Đó, sau đó thì mình sử dụng thôi. Giá thì rất hợp lý rồi. Một cái hộp, một cái quận như này mà giá bên shop đang gửi cho các bác giá chỉ có 50.000 thôi nhá. 50.000. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng rác nhá. Kích thước của nó sẽ là 45x50 nhá. Đấy, rất là to luôn các bác này. Đấy. Là cái thùng rác bình thường là thoải mái vừa luôn nhá. Đấy. Chất của nó thì rất là dai. Đấy, các bác đựng rác nặng cũng rất là ok. Đấy, sau đó thì khi mà mình đựng rác xong thì ở đây nó sẽ có quai này. Các bác chỉ cần rút lên như này thôi. Rút lên như này là xong. Đó, rút này mình xách. Xách đi mình đi đổ này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó. Giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên cho em là túi đựng rác nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một 50.000 một bịch này, mà một bịch này của nó tới 100 túi luôn nhá. 50.000 một bịch 100 túi nhá. Đấy, 50k nhá. 50k trên bịch 100 túi, như vậy là các bác mua cũng không mất đáng bao nhiêu tiền. Đấy, và rất hợp lý luôn các bác. Đấy. Có túi sạch như này, bỏ vào thùng rác vuông vắn đẹp sạch sẽ. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Rất là dài nhá. Túi của nó rất là dài luôn, dùng rất là thích. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái Eto nhá. Eto thì con này các bác dùng để mình gọi là sử dụng khi mà mình làm thợ, làm nghề, làm cơ khí. Con này thì hàng của thương hiệu Asahi nhá. Asahi. Đó, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con Eto hàng của Asahi này mà cái giá chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Eto kẹp nhá. Đây Eto kẹp. Chất liệu của nó thì bằng thép nhá, bằng thép rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, bằng thép nhá. Siêu dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác kẹp vào bàn này, kẹp vào các thì, khu vực nào mình dùng để mình cắt mài đục đẽo. Đấy, rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con Eto như này. Hàng thương hiệu Asahi tem nhôm hẳn hoi các bác này. Đấy, Asahi đây. Đấy, tem nhôm hẳn hoi. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì cực kỳ chất rồi. Chỉ có 180.000 cho một con Eto như này thôi. 180k một con nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn trải điện nhá.
các bác lên mã giúp cho em, đó là bàn chải điện này. Đấy, 60.000 trong con bàn chải điện như này, giá siêu rẻ luôn. Mà đã kèm cho các bác là đi 4 đầu bàn chải rồi. Tính ra các bác mua không cái máy. Đấy, 4 đầu bàn chải như này nhá, 4 đầu bàn chải như này. Thêm một con máy và một cáp sạc nữa. Đây, các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi. Đấy, đây các bác này. Khi bật thì giữ lì cho em nhá. Đấy, khi các bác bật thì giữ lì cho em. Đó. Còn con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em này. Đấy. Tần suất rung của nó sẽ là đấy. Tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút nhá. 32.000 lần trên 1 phút. Thì con này dùng rất là tiện, các bác dùng để mình đấy, đánh răng này, vệ sinh răng lợi, và nó có rất nhiều chế độ như làm sạch, làm trắng này. Và có kèm cho các bác là 4 cái đầu bàn chải này, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một lần sạc cái này các bác dùng phải cả tuần mới tuần mới 10 ngày mới hết pin, cho nên là rất là tiện. Nên cho là bàn chải điện giá sẽ là 60.000. Bàn chải điện này 60k nhá, 60.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cân nhá. Các bác lên mã giúp cho em, đó là cân 5. Con này thì nó chỉ cân được 5 cân thôi nhá. Chỉ cân được 5 cân thôi. Đấy. Về nhà có lắp pin vào cho em. Lô này thì nó lại có kèm pin, có lô thì không có kèm pin đâu. Các bác cũng thông cảm thôi. Hàng về theo lô nhá. Đó, lắp vào là xong. Con này thì chỉ có 50.000 thôi. Cân 5 nó sẽ cân được 5 cân và có chức năng trừ bì. Đây, em đặt lên cân thì các bác xem này. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là cái con đèn này của nó sẽ là 300 đây. 394g này. Sau đó thì các bác nhấn nút này là nó sẽ về 0 này. Sau đó thì các bác lại cân này, ví dụ em cân con dao này. Con dao này sẽ là 72g này. Đó, thì các bác bỏ ra nó lại về cái cân số 0. Đó, và bỏ ra thì nó lại về cái cân này. Đó, và các bác nhấn nút nguồn này là sẽ về 0. Con này các bác dùng để cân trong nhà bếp. Đấy, cân trong nhà bếp. Lên cho em là cân 5 nhá. Cân 5, giá sẽ là 50k. Cân được là 5kg nhá. 5kg. Đấy, 5kg tối đa. Đây, 5kg này. Tính bằng gam nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái dán thải độc chân nhá. Thì đây nó sẽ là một cái bịch miếng dán thải độc chân. Thì con này dùng rất là tiện. Khi mà các bác dùng mà chân tay mình bị đau mỏi, đau nhức thì các bác dùng này xem. Bao gồm cho bác là 50 gói thuốc và 50 miếng dán như này. Đấy, các bác dùng để mình dán vào các cái phần mà chân tay bị đau mỏi, đau nhức thì các bác dán vào cho em. Đặc biệt là gan và chân rất là tốt luôn. Đấy. Giá thì chỉ có 40k bằng một bát phở thôi. Lên cho em là dán thải độc chân nhá. Dán thải độc chân này. Giá sẽ là 50k à 40k nhá. Giá rất rẻ, 40.000. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trong kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, rất ok nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái nho khô của Hàn Quốc này. Đấy, thì nó sẽ đựng trong hộp này, các bác có thể mua để về mình sử dụng trực tiếp hoặc mang đi làm quà đi Tết cũng rất là ok. Đây. Chất liệu của nó là nho tự nhiên nhá, hàng thì được phân phối bởi tập đoàn Samsung. Đó, và đây thì nó sẽ là màu nho tự nhiên rất là đẹp luôn nhá. Đấy, màu nho tự nhiên rất đẹp luôn. Chất liệu của nó rất là đẹp. Đó, đây. Một bịch này của nó thì đóng gói rất là đẹp luôn, hàng của Hàn Quốc này, Korea 100% nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 90.000 nha. 90.000 cho một bịch nho khô như này. Thì rất là tiện các bạn. Các bác dùng để mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là làm đồ Tết. Đấy, đựng trong một cái túi như này, rất lịch sự luôn. Đây. Samsung này, nó rất chất lượng nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước rút tự hãm nhá. Thì nó sẽ có hai mẫu, mẫu 5m và mẫu 7m rưỡi. Hàng đều là của thương hiệu Nhật hết này. Đấy. Sanpu của Nhật các bác này. Đấy. Japan này. Con này thì sẽ là dòng 5m nhá, rút ra nó sẽ tự hãm này, rút ra tự hãm này. Đấy. Rất tiện luôn. Con 5m này thì 40.000. Đó. Còn 7m rưỡi này sẽ là 50.000. Ưu điểm của dòng này thì rút ra nó sẽ tự hãm, rút ra nó sẽ tự hãm. Các bác nhả ăn đâu nó vào đấy. Đấy. Rất là tiện luôn. Thì dùng rất là sướng, không lo phải tính toán đến cái việc là hãm tay hãm chân. Đó, rất là tiện. Giá thì con 7m rưỡi này là
50.000 nhá. Và con 5S này thì sẽ là 40.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dòng dao dọc giấy này. Đây, rất tiện ích luôn. Đó. Con này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con dao như này. Đó. Cái này chỉ còn có một đôi này thôi à? Bán hết à? Đấy thì rồi. Đây thì nó sẽ là một con dao như này. Bán lẻ sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái trở lên thì em bán cho các bác 10.000 một chiếc. Về nhà các bác thích dùng cùn thì mình thay lưỡi cho em. Đấy, và con này rất là tiện. Thì bên trong của nó là bằng nhựa cứng, bên ngoài bằng cao su. Dùng thì cực kỳ là đầm và chắc tay nhá. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Chỉ có cho bác là 15.000 một chiếc như này. Mua 3 chiếc thì sẽ là 30.000. Tiếp theo thì em còn mấy cái máy sấy tóc mini nữa này. Đấy, mấy cái máy sấy tóc mini như này. Đấy, con này em đang bán là 90.000. Thanh lý nốt cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ còn cho bác là giá đây. Đấy. Hàng của thương hiệu Toshiba nhá, nóng rất là nhanh luôn. Đấy, sử dụng điện 220V. Đang bán là 90.000 nhá. Đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe, nóng nhanh luôn. Sử dụng điện 220V nhá. Đấy, con này thì em thanh lý nốt cho bác với giá 50.000 một chiếc nhá. 50.000 một chiếc cho một con máy sấy tóc như này. Đấy, các bác mua thì liên hệ nhá. Đấy, liên hệ. Rồi, ok. Chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. À, sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô bình nhiệt hàng quân đội Mỹ nhá. Hàng này thì nó sẽ là một dòng cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Thứ nhất là có hai nắp này, một nắp giữ nhiệt và một nắp làm cốc luôn nhá. Hai nắp này đều có tính năng giữ nhiệt nhưng mà nắp này thì thêm chức năng làm cốc nữa. Đấy. Hàng rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy, và dung tích của nó là 1,5 lít nhá. Có lưới lọc này, các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok. Dung tích 1,5 lít thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Giữ nhiệt của nó thì hàng mặc định của nhà sản xuất này, giữ lạnh là 36 tiếng này. Đấy, và giữ nóng là 24 giờ nhá. Hàng này thì cực kỳ ngon lành cho bác luôn. Ưu điểm của nó là hàng giữ nhiệt tốt này, có quai đeo các bác có thể dùng đi mang đi học, đi chơi, đi làm này. Đấy, đặc biệt là các bác có thể dùng cả ngày được luôn. Đấy, dùng cả ngày luôn cho nên rất là tiện. Lên mã giúp em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Bình nhiệt này, đấy. Bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Quân đội Mỹ giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con bình xanh quân đội, còn các màu khác thì sẽ là 170k nhá. 170.000. Đấy. Riêng cái màu xanh quân đội này thì nó hiếm màu hơn một chút thì sẽ là 190.000. Còn màu inox, màu đỏ và màu xanh đen thì sẽ là 170.000 nhá. Ưu điểm của dòng này là dung tích của nó là 1,5 lít cho nên là các bác dùng được rất là lâu, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ 5 đĩa này. Đấy, các bác lên cho em là bộ 5 đĩa nhá. Bộ 5 đĩa tròn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 cho 5 cái đĩa tròn như này thôi. 120.000 nhá. Con to nhất thì đường kính của nó sẽ là 24 cm. Hàng thương hiệu Winling của Đức. Khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn này. 5 đĩa tròn giá sẽ là 120k. 120.000 cho 5 cái đĩa như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy, con to nhất là khoảng 24 cm. Con này là 22 cm này. Con này là 20 cm này. Con này 18 cm này. Và con này nó sẽ vào khoảng là 14 cm gì đấy. Đấy. To, dày dẫn đẹp chắc chắn. Giá thì rất hợp lý cho bác, chỉ có 120.000 thôi. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó, mà giá thì khá là hạt rẻ và hợp lý rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nho khô nhá, hàng của Nhật này. Đấy, một bịch này sẽ là 100k cho một bịch như này, 100.000 cho một bịch nho khô như này. Cái này thì các bác có thể dùng để uống trực hãm nước uống trực tiếp này, ăn trực tiếp này, hoặc là các bác dùng để làm thuốc hoặc ngâm rượu đều ok hết nhá. Hạt quả to đều đẹp, màu tự nhiên nhá, không có phẩm màu, không chất bảo quản nhá. Con này thì nó sẽ là 100.000 trong bịch như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng như là mua để mình sử dụng trực tiếp rất là ok. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nho khô này. Nho khô thì hàng nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Đấy, được phân phối bởi tập đoàn Samsung đây. Đấy, tập đoàn Samsung này. Đây. Đấy, đây tập đoàn Samsung này. Con này thì giá của nó sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này nhá. Đấy, đây, hạt to đều đẹp này. Đấy, màu tự nhiên không phẩm màu, không chất bảo quản nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này. Đấy, 90.000 trong bịch nho khô này các bác nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là đóng bịch như này và các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng rất là ok. Giá thì rất hợp lý cho các bác thôi. Đấy, hoặc Tết về các bác mua để đi Tết được. Hàng của tập đoàn Samsung này. Đấy, giá của nó sẽ là 90.000.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá. Đấy, bác nào có ô tô thì nên có một cái dây như này. Nó sẽ có cho các bác là dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét nhá, từ 2 đến 3 mét. Phần kết nối này đều bằng đồng hết này. Phần kết nối này đều bằng đồng hết nhá. Thì các bác kẹp vào cái bình. Ví dụ như là ô tô của các bác khi mà dọc đường nó bị chết. Đấy, chết máy thì các bác dùng cái dây này kẹp vào, gọi một cái ô tô khác đến, kẹp từ bình nọ sang bình kia, sau đó thì mình đề nổ thôi. Đó. Đấy, chất liệu của nó thì đều là bằng đồng hết nhá. Đấy, 2000 mAh này. Lên cho em là dây câu bình nhá, giá sẽ là 180k, 180.000 cái dây câu bình như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Đấy. Cái này thì để các bác chế biến thịt này. Đấy đây, nó sẽ là cái đầu sâm như này. Để các bác chế biến thịt thì mình sâm vào như này cho em. Đấy, đây. Đây ví dụ như em sâm này các bác. Đấy. Sâm này thì nó sẽ ra cái lỗ này, ra cái lỗ này các bác này, những cái lỗ này. Những cái lỗ này thì có tác dụng là nó để thẩm thấu các cái gia vị các bác tẩm ướp à. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái sâm thịt 40.000 à? Các bác lên cho em là sâm thịt nhá. Đấy, sâm thịt này. Giá của nó sẽ là 35k nhá, 35k cho một cây sâm thịt như này. Giá là giò luôn. Đấy, 35.000 cho một cây sâm thịt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thả bồn cầu nhá, túi thả bồn cầu. Đấy. Thì một cái túi như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một túi này thôi. Một túi này sẽ có 10 viên nhá, 10 viên. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Một túi này là 10 viên thoải mái sử dụng nhá. Các bác có thể dùng để mình thả trực tiếp vào cái bồn cầu nhà mình để mình sử dụng. Nó thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, 15.000 cho một túi. Đấy. Thì công năng của nó thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy, và thứ ba là tẩy trắng nhá, sạch thơm tẩy trắng. Lên cho em là túi thả bồn cầu giá chỉ có 15k thôi, 15k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp đựng tăm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái hộp tăm như này. Đấy, hộp đựng tăm nhá. Con này thì nó sẽ là bằng hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Các bác có thể dùng đựng tăm rất là ok nhá. Giá thì chỉ có 95.000 cho cái hộp đựng tăm như này thôi. 95k một chiếc nhá. Đấy. 95.000 cho cái hộp đựng tăm này, các bác chỉ cần bỏ tăm vào đây. Đấy, mình nhấp như này là nó sẽ đẩy lên, mình lấy sau đó thì mình ấn nó vào. Hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn. Đấy, hoa văn hoa lá cành này, chuyên dùng để đựng tăm. Giá thì chỉ có 95.000 cho một cái hộp tăm như này thôi nhá. 95k. Giá rất là hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì ngay bên shop về các bác cái sản phẩm đó là cái đài FM các nhá. Đây. Đấy, các bác lên cho là đài FM này. Đấy. Các bác bật thì ở đây này. Đấy. Cho to đây nhá. Theo thống kê, dân số Hà Nam hiện có khoảng trên 800.000 người, trong đó có trên 400.000 nữ, chiếm khoảng 49,54% dân số toàn tỉnh. Trong đó, lao động nữ chiếm khoảng 51% dân số trong độ tuổi lao động. Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác tuyên truyền được xem là yếu tố then chốt, tạo nên sự thay đổi về nhận thức và hành động của nhân dân. To, cái này vừa là tắt bật vừa là to nhỏ luôn này. Đấy, các bác dò ở đây. Và con này các bác có thể kết nối MP3 để nghe nhạc nhá. Kết nối Bluetooth để nghe nhạc thì cái chức năng này em giới thiệu thêm thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn cho bác một viên pin rồi. Về nhà có cả dây sạc luôn, các bác chỉ việc sạc hoặc là dùng thôi. Con này thì các bác lên cho là đài FM 260.000 nhá. Có cả đồng hồ luôn này. Đồng hồ thì về nhà các bác tháo cái lấy cả này ra này là đồng hồ nó chạy này. Ấn xuống đồng hồ chạy. Đây, đồng hồ chạy nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Và có dâu như này, có dâu này các bác dò để các bác dò đài mình bắt đài này. Đấy, bật lên cho em này. Để giúp họ nâng. Là các bác dò này. Đấy. Các bác cứ dò này cho em là ra này. Đấy. Rất là tiện ích nhá, và rất là nhiều đài luôn. Đấy, và khi dò này các bác để cho em chế độ FM để mình dò nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là đài FM nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đấy. Chỉ có 260.000 cho một con đài FM như này thôi. Rất là tiện luôn. Đấy, các bác cứ về các bác dò là nó sẽ ra thôi. Tần sóng của nó rất là tốt luôn. Rất đẹp này. Lên mã giúp cho em là đài FM nhá. Giá của nó sẽ là 260.000 trong con đài FM như này. Rất tiện ích luôn các bạn. Đấy. Hello chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Các bác cứ mua đủ cho em từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi nhá. Dưới 200 thì cộng cho em thêm 30.000 ship nữa. Lên cái biển đầu tiên em lên cho bác đó là cái bộ rổ vuông nhá, giá sẽ là 90.000. Này thì em cũng giới thiệu qua thôi, hàng này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp cho em đó là rổ vuông nhá, rổ vuông giá của nó sẽ là 90k nhá.
Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba đôi rổ như này. Nó sẽ là một chậu một rổ nhá. Đấy, nó cứ sẽ là combo một chậu một rổ cho các bác luôn. Đấy, một chậu một rổ như này. Thế này thì nó sẽ là một chậu một rổ như này nhá, cứ một chậu một rổ như này. Hàng thì các bác xem này. Đấy, các bác thấy chưa? Như này là khỏi phải bàn rồi nhá. Đây. Chất nhựa của nó như này thì khỏi phải bàn rồi, các bác thấy không? Đấy. Rất là ngon lành cành đào luôn. Ok. Giá sẽ là 90.000 cho một bộ rổ vuông như này nhá. Tên mã theo là rổ vuông, giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm nó là cái bếp ga mini này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Dày dẫn chắc chắn. Và khi các bác sử dụng thì nó như trên hình như này nhá, như trên hình như này. Giá chỉ có 100 cành thôi. 100.000 cho một con bếp ga mini này các bác. Đấy, về nhà các bác dở cái này ra cho em. Sau đó thì bỏ cái chân này ra. Hàng của Nhật, nó thiết kế cực kỳ dày dẫn, nó chắc chắn luôn. Các cái phần kết nối dẫn này đều là bằng đồng hết nhá, bằng đồng hết này. Đấy, có điều chỉnh tăng giảm ga này, có đánh lửa tự động này. Các bác chỉ cần đặt nồi lên đây là xong, rất tiện luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy, rất là ngon lành luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 nhá. Lên cho em là bếp ga mini này. Bếp ga mini giá sẽ là 100.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đá mài nhá. Đá mài thì bên shop về nó sẽ có đá đỏ và đá vàng như này. Đấy, đá đỏ và đá vàng như này. Và có kèm cho các bác một cái miếng lót để các bác lót khi mình mài dao cho nó khỏi trơn trượt này. Đấy. Thì con này nó sẽ là đá vàng này. Độ mịn của nó sẽ là 5.000, 10.000. Đây, hàng made in Japan này. Katashiwa made in Japan. Còn đá vàng này thì giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 trong viên đá vàng như này. Chiều dài thì vào khoảng là gần 20. Chiều rộng thì khoảng 6cm. Và chiều cao khoảng là 4-5cm nhá. 4cm. Đó, made in Japan này. Chữ khắc trực tiếp trên đá luôn. Đó, rất đẹp nhá. Đấy. Viên này thì độ mịn 5.000, 10.000. Các bác mài độ mịn cao thì mài dao càng bén. 90.000 nhá. Tiếp theo là đá đỏ này, đá đỏ này sẽ là 70.000. Đấy, cũng là hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan. Đấy, Katashiwa. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là đá đỏ nhá, độ mịn 3.000, 8.000. Giá thì chỉ có 70.000 đồng viên đá mài nhà thôi. 70.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con dao nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là con dao vân gỗ nhá. Lên cho em là dao vân gỗ. Đây nó sẽ là một con dao cực kỳ chất cho các bác luôn. Hàng thì của thương hiệu Seki nhá. Đấy. Đấy, em thử test thử dọc dây bóng cho bác xem nhá. Đây. Đấy. Dọc dây bóng mà còn ngon như này là các bác biết rồi nhá. Đấy. Tức là dao rất là bén nhá. Dao rất là bén luôn, dọc dây bóng còn ngon này là các bác yên tâm sử dụng rồi. Mà chất dao giấy bóng dai như này mà còn dọc được các bác biết rồi nhá. Đấy. Chứ còn nếu mà dọc giấy bình thường thì nó quá đơn giản thôi. Đấy. Dọc giấy bình thường thì quá đơn giản luôn các nhá. Đó, quá đơn giản luôn. Hàng thì nó sẽ là của thương hiệu Seki, made in Japan nhá. Đấy, siêu bén luôn. Hàng khâu đầu khâu đuôi rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, Seki Japan này. Đấy. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, 130.000. Lên cho em là dao vân gỗ nhá. Lên mã giúp cho em là dao vân gỗ này. Dao vân gỗ. Giá sẽ là 130.000 nhá, 130.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng nhá. Bàn chải đánh răng, hàng này thì nó sẽ là bàn chải của Hàn Quốc nhá. Đấy. Hàng này của Hàn Quốc và bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, em giới thiệu qua thôi. Đây. Đấy, đầy đủ màu sắc cho bác luôn nhá. Đủ màu luôn. Đấy, có đầy đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng cho bác luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, được làm từ sợi than tre hoạt tính này. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Đấy, bên Hàn Quốc thì nó đang xuất cho Việt Nam mình và bán với cái giá là 36.000 ở trong các siêu thị đấy nhá. Siêu thị nó bán 36.000. Nhưng mà riêng này bên shop bán cho bác giá rất là tốt luôn, được làm từ sợi than tre hoạt tính này. Đấy, chống kháng khuẩn cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Con này thì sẽ cái giá bán là như sau. Lấy 4 cái là bằng 20.000. Đây em bán 4 cái trở lên. Đó, 10 cái sẽ là bằng 40.000 và một hộp này là 30 chiếc thì sẽ là 110.000 nhá. 110.000, các bác có thể mua cả chiếc luôn để dùng dần. Hoặc là bác nào làm nhà hàng, khách sạn hoặc nhà có nhân viên, có người làm mà cần phải cho họ sử dụng thì các bác mua cái này cho em. Vừa rẻ, vừa tiện ích, vừa ngon lành và cái giá rất là tốt luôn nhá. Đấy, bàn chải Hàn Quốc đây. Đấy, chữ Hàn hết này. Đấy, được làm từ sợi than tre nhá. Rất là tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dây phơi nhá. Cái dây phơi này. Dây phơi thì bao nhiêu nhỉ? 15.000 nhá. 15.000 một quận 5m này. 5m. Đấy, giá sẽ là 15.000 nhá. 15.000 và dài là 5m nhá, dài 5m, giá sẽ là 15.000. Ở đây thì nó sẽ là một cái dây bằng sợi cước nhá, và nó có
các cái quãng như này. Đấy, nó sẽ có các cái quãng như này không này. Và quãng này thì rất là tiện là các bác cứ treo quần áo vào là xong, không sợ bay mất, không sợ bị trôi, không sợ bị dồn nhá. Và rất là dai nhá, dây bằng cước, chống chịu nắng mưa rất là tốt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một cái dây phơi như này nhá. Đấy. 15.000 cho một cái bộ dây phơi này thôi, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng rất thông dụng và hữu ích rồi, các bác nên sử dụng rất là hợp lý cho các bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có 15k thôi. Về nhà mình dùng dài 5 mét là mình cứ đeo qua sân hoặc là trên trên trần, trên tầng là rất là ok luôn nhá. Đấy, trên tầng, trên trần rất ok luôn, 15k. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác dùng cái dây bình thường thì nó sẽ hay bị đứt này. Đấy, đây cái dây này các bác chỉ cần quạc vào như này cho em là xong. Đó, quạc vào, đeo lên, các lại quần áo các bác cứ đeo vào như này là xong, không bị rơi này. Đấy, treo chăn cho màn rất là ok. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn, chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao lượn sóng này. Con này nó sẽ là dòng dao lượn sóng như này. Các bác có thể dùng để gọt hoa quả này, rất là bén luôn. Và dùng để mình thái củ quả, nấu su hào, bắp cải, rồi các loại rau củ quả. Các bác dùng con dao này mình thái này thì nó sẽ tạo hình hoa rất là đẹp luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 20.000 nhá. Đấy, hôm trước em nhầm giá, giá của nó chỉ có 20k trong con dao lượn sóng như này thôi. 20.000 thôi nhá, 20.000 cho một chiếc dao lượn sóng như này. Con này thì dùng rất là tiện luôn nhá, 20k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn đó nhá. Đấy, cái đèn thờ đây. Thì đây nó sẽ là một cái mẫu đèn như này. Đấy. Cái này thì nó không có pin đâu, về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy, về nhà các bác tự lắp pin vào cho em nhá. Đấy. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em. Đây. Thì cái này các bác lên mã giúp cho em là đèn trụ nhá, đèn trụ. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Đèn trụ này là bao nhiêu nhỉ? 90.000 cho một đôi như này nhá. Bên em bán theo đôi. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác có thể mua về để mình trang trí bàn thờ này. Đấy. Lên cho em là đèn trụ nhá. Giá của nó sẽ là 90k. Đó, 90.000 cho một con đèn trụ một đôi như này. Đó. Đèn pin. Cái này thì nó sẽ sử dụng cái pin con thỏ lại nhỏ nhá. Bên em bán là không kèm pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào cho em thôi. Đó, đây em sẽ lắp thử cho các bác xem thôi. Đấy, lắp lên là nó sẽ lên màu như này rất là đẹp các bác này. Đấy, lên màu này, tắt điện cho anh tí nào. Dập cầu dao tí. Đây, dập cầu dao cơ mà. Dập cầu dao thôi. Cứ dập tí là được mà. Đây, đấy, đây các bạn này. Đây, đấy, các bạn thấy không? Đây, rất đẹp các bạn này. Đấy, đúng lúc luôn nhá. Đó, bên kia đang test đèn luôn. Đây, đấy, các bạn thấy không? Đây, rất là đẹp nhá. Các bác để trên bàn thờ này. Đấy, để trên bàn thờ thì rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì bên shop sẽ về cho bác cái đèn gọi là nến đỏ như này. Đấy, cái này thì nó sẵn pin rồi. Cái nến đỏ này thì sẵn pin nhá. Đây em sẽ test cho bác xem đây. Đấy, con nến đỏ này tắt đi này. Đấy, bật lên này. Các bác thấy chưa? Đó. Còn đây nó sẽ là con đèn trụ này. Đấy, con đèn trụ này rất là đẹp luôn. Đó, thì con đèn trụ này nó cũng có công tắc đằng sau nhá. Đấy. Thì con này cũng không có pin đâu nhá. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào cho em thôi. Cái đèn trụ này là 90.000 à? Lên mã giúp cho em đó là đèn trụ nhá. Giá sẽ là 90k. Đèn trụ này 90k này. Đấy. Còn các con này thì các bác lên cho em là nến đỏ nhá. Nến đỏ này có sẵn pin rồi. Và nó sử dụng cái pin cúc áo nhỏ này thôi. Về nhà các bác ra hiệu sách mua là có nhá. Đấy, hết thì về ra hiệu sách mua. Nhưng mà một đôi như này các bác dùng thì cũng dùng rất là lâu. Đó. Thì các bác lên cho em là nến đỏ. Nến đỏ này thì giá sẽ là 45.000 một cây. Đấy, lên cho em là nến đỏ nhá. Nến đỏ thì bên em bán theo cây. Đấy, 45k trên một cây nhá. Trên một cây. Đó. Còn cái đèn trụ này thì là bán theo là 90k trên một đôi nhá. Đấy, 90.000 trên một đôi. Đấy, tức là 90.000 cho hai cây như này thì giá nó cũng vào 45.000 thôi. Nhưng mà cái này nó bằng pin con thỏ thì về nhà các bác tự mua pin. Cái này bên em bán là không có kèm pin đâu. Đó. Rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nạo 3 món nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ nạo như này, bao gồm cho các bác là 3 món luôn. Giá chỉ có 25k thôi. Đầu tiên nó sẽ là một cái con nạo, một bên là nạo vỏ này và một bên là nạo sợi này. Đấy, tiếp theo là một cái con nạo này thì sẽ là nạo ngang như này và có cho các bác một cái đầu để các bác khoét những cái phần bị sâu và một cái đầu như này. Cái này, con này thì các bác dùng để mình gọi là nhổ lông gà lông vịt này, nhổ lông gà lông vịt rất là tiện này. Và ngoài ra để có cái phần dao này các bác dùng để gọt hoa quả này hoặc là gọi là mình làm lòng gà lòng cá rất là ok nhá. Combo cho các bác một cái bộ nạo 3 món như này mà bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá đó là
25.000. Cái giá này thì các bác đi ra chợ cũng chỉ mua được một cái nạo đẻo thôi, mà đã là 25-30.000 rồi. Nhưng mà đây combo 3 món như này, lên cho em là nạo 3 món nhá. Nạo 3 món giá sẽ là 25k, 25k cho cái bộ nạo 3 món như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy hút bụi nhá. Đấy, hút bụi ống nhá. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây, đầy đủ các cái chi tiết cho các bác luôn. Đó. Có các cái đầu ống dẫn như này này, có cái đầu ống dẫn như này. Đấy, con này thì nó chạy bằng pin thì nó rất là tiện. Đấy, hút bụi ống chạy bằng pin. Đấy, hút rất là khỏe luôn các bác nhá. Đấy, hút rất là khỏe luôn. Đó. Công suất của nó lên tới chạy bằng pin nhưng mà lên tới 120W thôi. Đấy, hút rất là khỏe luôn. Đó. Đây. Một con điện thoại này nó không hút được các bác này. Đấy, hút được cả con điện thoại này là các bác biết rồi nhá. Đó, thì đây. Nó sẽ hút này. Đấy, hút rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Ở đây thì các bác có thể lắp cái đầu này vào này để mình hút này. Đấy. Hút vệ sinh này. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác các cái đầu nối dài nữa. Đấy, các cái đầu hút nối dài như này. Các bác lắp cái đầu ống nối dài này vào. Đấy, hoặc là lắp cái đầu này, này. Lắp cái đầu này vào mình hút này. Rất là tiện luôn nhá. Đấy. Bộ này thì sẽ có kèm cho các bác là cái dây sạc, còn về nhà các bác cắm cái cụ sạc điện thoại nhà mình. Công suất của nó 120W. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 260k, công suất 120W nhá, 120W. Lên cho em đó là hút bụi ống nhá. Hút bụi ống này. Hút bụi ống. Hút bụi ống, giá sẽ là 260k và con này chạy bằng pin nhá, 260.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn quạt nhá. Đấy, đèn quạt. Con này thì nó sẽ là cả đèn cả quạt luôn, cho nên bên em gọi nó là đèn quạt. Đấy, màu cam rất là đẹp luôn. Có dây sạc kèm luôn. Dây sạc này thì không cần về cắm củ sạc đâu, các bác cắm sạc trực tiếp cho em. Đó. Và đây thì nó sẽ có một tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, em bỏ ra là có ánh sáng là đèn đỏ này. Đấy, đèn đỏ như này nhá. Em che đi là cái đèn nó sẽ tối này, bỏ ra nó đỏ này. Đấy, tức là đang sạc nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một con đèn như này. Một con đèn này rất là sáng luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái quạt này. Đấy, có cái quạt này các bác này. Đấy, bấm xuống này. Bác nghe tiếng gió chưa? Đấy. Quạt này. Quạt rất là mạnh luôn nhá. Đấy, quạt rất là mạnh luôn các bác theo. Đó. Giá thì bên shop gió ù thôi. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đây, cả đèn cả quạt luôn. Đấy, có thể xoay ra như này, rất là tiện này. Ngoài ra các bác có thể về thì nếu mà năng lượng mặt trời hết không sạc được, các bác lắp cho em 3 quả pin con thỏ nhỏ vào đây cũng được. Đó, rất là đa di năng luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đèn như này. Giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100k cho con đèn quạt như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn quạt, giá sẽ là 100k tròn nhá. Đó. Đèn quạt này. Đèn quạt, giá của nó sẽ là 100k tròn nhá, 100k tròn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 nhá. Con này thì nó sẽ là hàng theo các cái công dụng như là khởi động lại động cơ này. Đấy, nới lỏng các cái phần bộ phận đã dỉ sét này. Rồi làm ngưng tiếng kêu phát ra này, là bảo vệ kim loại chống dỉ sét ăn mòn. Rất nhiều chức năng cho một cái chai như này. Đấy, hàng thì của thương hiệu Nippon và được nhập khẩu và phân phối bởi các cái tập đoàn của Australia các bác nhá. Australia này các bác này. Giá thì sẽ là 50.000 cho một chai xịt RP7 như này. Có lên cho em là xịt RP7, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một chai xịt RP7 như này các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay chữ nhật các bác nhá. Đấy, khay chữ nhật. Con này thì bao nhiêu nhỉ? Giá của nó sẽ là 30k cho một khay chữ nhật như này. Con này thì dung tích của nó vào khoảng là đi 3-400ml thôi nhá. 3-400ml. Đấy, và nó có nắp nhựa như này. Thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ uống rất là ok. Thì có thể dùng để mang đi học, đi làm này. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng ở nhà cũng rất là ok nhá. Đấy, dùng ở nhà, đựng vào tủ lạnh, bỏ tủ lạnh, hoặc là các bác mang đồ ăn thức uống bằng inox 304, bền đẹp chắc chắn, có nắp đậy cho các bác luôn thì rất là tiện ích. Lên cho em là khay chữ nhật, giá của nó sẽ là 30k nhá. Đấy, khay chữ nhật này. Khay chữ nhật giá của nó sẽ là 30k cho một là cái khay chữ nhật này, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái con dao. Đây. Đây nó sẽ là một cái dòng dao Thái của Đức nhá. Con dao Thái Đức này bao nhiêu đấy? 130 à?
Các bác lên cho em là dao Thái Đức nhá. Con này sẽ là 130.000. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là gần 40 cm. Đây, hàng made in Germany này, hàng của Đức cực kỳ là ngon luôn. Đó. Em sẽ dọc giấy cho bác xem nhá. Đây. Đấy. Lấy cho anh tờ giấy nào. Xé cái quyển này. Ra quyển móng ấy. Đây nha, em sẽ dọc giấy cho bác xem các bác này. Đấy, con này dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, dao thì siêu bén luôn các bác nhá. Đấy, con này, đấy các bác thấy không? Đấy. Đấy, rất là bén luôn các bác thấy không? Đó. Rất là bén luôn nhá. Đó. Các bác thấy không? Đây, rất là bén luôn. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 cm, tầm khoảng 35-37 cm, rất là dài luôn. Các bác dùng để thái lọc phi lê hoặc là các bác dùng để mình gọi là bổ hoa quả các thứ, bổ dưa hấu thứ nhất là rất là đàm tay luôn. Đấy, hàng thương hiệu Quyên Linh, hay hình người của Đức này, made in Germany này. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức nhé. Dao Thái Đức giá sẽ là 130k. Dao Thái Đức này giá sẽ là 130k nhé. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con dao chặt Đức nhé. Đấy, dao chặt Đức đây. Đấy, con này thì dao chặt Đức này. Con này thì giá của nó sẽ là 150.000. Hàng của Đức, cân nặng khoảng từ 4 đến 5 lạng. Đây. Đấy, chiều dày của nó vào khoảng từ 3 đến 5 ly. Rất là dày luôn. Hàng liền thân như này nhá. Liền thân này có đánh nhám chống dính này. Cũng hàng thương hiệu Quyên Linh của Đức luôn. Đấy, made in Germany nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 150k. Các bác lên theo là dao chặt Đức nhá. Dao chặt Đức 150k cho một em dao chặt Đức như này. 150.000 dao chặt Đức như này nhá. Con này thì chặt cực kỳ là đàm tay luôn. Có phần quai treo này, có phần để các bác dằn thịt này. Đó, rất là ngon lành như này. Con này thì lên theo là dao chặt Đức, giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con mã dao chặt Đức này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao gọt của Đức nhá. Đấy. Có cho các bác thêm một cái mã dao gọt đây. Con dao gọt này thì giá của nó sẽ là hàng made in Germany, cũng của thương hiệu Quyên Linh luôn. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một con dao gọt như này. Giá của nó sẽ là 60k. Đấy, các bác lên theo là dao gọt Đức nhá. Đấy, dao gọt Đức này. Gọt Đức giá của nó sẽ là 60k cho một em nhá. 60.000 cho một em dao gọt Đức như này. Con này thì siêu bén luôn, chiều dài của nó khoảng 20 cm nhá. Đấy, rất là bén luôn này các bạn này. Đó, rất là bén luôn. Chiều dài khoảng 20 cm và nó là dòng liền thân nhá. Đấy. Nó là dòng liền thân luôn thì các bác dùng nó rất là sạch sẽ, không lo bị bong chốc nhá. Đấy, tất cả đều là đúc liền hết và cái này của nó thì nó sẽ là đánh nhám để các bác cầm nó khỏi trơn trượt. Con này các bác dùng để gọt hoa quả thì rất là ngon luôn, gọt hoa quả rất tuyệt vời luôn. Chuyên dùng để gọt hoa quả hoặc là các bác gọt đồ ăn. Đấy, làm đồ ăn, chế biến đồ ăn rất là ok. Gọt Đức 60.000 này. Đấy, 60.000. Giá thì các bác có thể mua theo combo hoặc là mua lẻ cũng được. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi cọ vịt nhá. Các bác lên trên là cọ vịt này. Thì con này nó sẽ là một cái dòng chổi rất là đa di năng luôn. Mình dùng kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là ok nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái miếng dán như này, về nhà các bác treo dán vào tường cho em. Đấy, dán vào tường sau đó thì mình đeo vào như này là xong này. Bóc cái miếng dán này ra, dán vào tường, đeo vào cho em là xong. Ở đây nó sẽ là một cái phần đầu chổi như này. Về nhà các bác lắp vào đây cho em, lắp vào đây nhá. Con này thì các bác có thể đưa vào các cái khe kẽ này, kỳ cọ này, đánh này rất là tiện luôn nhá. Đấy, rất là vệ sinh và tiện. Về nhà thì các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào cho em là xong. Đó, nó tháo ra cho nó vận chuyển cho nó gọn. Và về nhà các bác để thì mình sẽ dán lên tường và mình để vào đây là nó sẽ sập vào này. Đấy, có miếng dán cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 60 cành cho một cái chổi cọ vịt như này thôi. Lên theo là cọ vịt nhá. Giá của nó sẽ là 60k. Con này thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Cọ vịt 60.000. Đây các bác nhá, nó sẽ là một cái dòng chổi như này các bác này. Đấy. Mình chỉ cần cho dầu vào, sau đó thì mình kỳ cọ các cái phần như là các cái khe kẽ, nó rất là tiện. Đấy. Và ưu điểm của nó là về nhà các bác có thể dắt lên tường được này, nó rất là gọn. Đấy, dắt lên tường luôn. Nó rất là gọn, các bác không phải để chỗ khác nó bẩn thỉu, nó nhếch nhác. Đấy, dắt lên tường thì các bác vệ sinh những cái nền nhà thì nhếch nó cũng rất là ok luôn. Đấy, kỳ cọ đa ngóc ngách luôn. Rất là tiện ích nhá. Đấy, dắt lên tường rất là gọn. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. Trước em đang bán là 60.000 đợt này về cho bác giá 55k nhá. 55k. Lên mã giúp cho em là chổi cọ vịt nhá. Giá sẽ là 55.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bật lửa cây nhá. Đây nó sẽ là một con bật lửa như này. Nó sẽ có sẵn ga cho các bác luôn. Đó. Sẵn ga rồi. Về nhà các bác chỉ cần bật thôi. Đó. Và có điều chỉnh cho các bác là cái lẫy khóa nhá. Về nhà các bác bật thì phải đẩy cái lẫy khóa này cho em này, cái lẫy khóa này. Đẩy ra thì mới bật được nhá. Đấy, còn bình thường khi em vận chuyển đi là nó sẽ khóa này để tránh cái việc là cháy nổ nhá. Đó, đây. Các bác lên cho em là bật lửa cây nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một con bật lửa cây như này. Ở đây thì nó sẽ là các bác về các bác bơm ga vào cho em. Đấy, có sẵn ga rồi, về nhà các bác bơm ga vào cái đít này cho em này. Con này thì nó sẵn ga rồi, về nhà các bác dùng hết thì bơm ga vào thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái thuốc
thước rút này, thước dây rút nhá. Đó, thước dây rút. Con này thì nó sẽ là dòng bao nhiêu mét đây nhỉ? 20 mét, 20-30. Dòng này của nó sẽ là 30 mét nhá. Đấy, em còn mấy con nữa thanh lý nốt cho các bác. Đang bán bao nhiêu nhỉ? Đang bán 140. Đặt về cho bác giá là 120.000, thanh lý lỗ cho các bác luôn nhá. Thước dây 30 mét, 120k. Đấy, con này thì chiều dài của nó là 30 mét, dây của nó là dây vải nhá, dây vải và có bọc cao su non. Thì dây vải nó sẽ chống đứt, chống giãn và bọc cao su non để nó khỏi ngấm nước, khỏi bị mục nát này. Đấy, chiều dài của nó là 30 mét nhá. Đó, đây, số to rõ ràng rất là đẹp luôn, 30 mét tơ này các bạn này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 120.000 thôi. Các bác mua về để mình đo đạc rồi nói chung là sử dụng rất là tiện ích. 120k cho một cái thước rút như này. Đấy, đây kèm là thước dây rút, giá sẽ là 120.000 nhá. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, 120k. Thanh lý nốt cho các bác, giá tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái vòi tưới cây tăng áp bằng đồng này. Cái này thì là dòng không có cút nối. Thanh lý nốt cho bác giá 30.000 một chiếc. 30.000 một chiếc nhá. Còn cái dòng có cút nối thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, có cút nối thì sẽ là 50.000. Tiếp theo thì em còn hai cái khóa quá này. Đấy, hai cái khóa. Khóa số loại nhỏ này. Con này thì nó sẽ là bằng khoảng ngón tay cái như này nhá, bằng ngón tay cái như này. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 20.000 một chiếc, còn hai chiếc nữa nhá. Đấy, các bác dùng để khóa vali hoặc là khóa cổng, khóa cửa cũng đều được. Đấy, 20.000 một chiếc. Đó, khóa bằng khóa số nhá. Con này thì nó sẽ là dòng to này. Con này thì nó sẽ là bằng gần 3 ngón tay như này, gần 3 ngón tay này các bác này. Đó, đây. Thì con này các bác dùng để khóa cổng, khóa cửa cũng đều ok hết nhá. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 30.000 cho một chiếc như này, 30.000 cho một chiếc này. Còn hai chiếc nó thanh lý nốt này. Tiếp theo thì bên shop còn một cái kéo cắt cành, kéo cành cam này. Đấy, kéo cành cam đây. Con này thì các bác dùng để mình cắt cành các thứ này. Con này em đang bán là 70.000. Đấy, con này thì em để nó đang bị dỉ về nhà, các bác chỉ vệ sinh qua cho em là xong. Đó. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 30.000 cho một con kéo cắt cành cam như này. Còn hàng đẹp nguyên túi, nguyên đai, nguyên kiện thì sẽ là 70.000 nhá. Con này thì em để quá lâu rồi cho nên nó hơi bị dỉ một chút. Về nhà các bác có thể mình vệ sinh đi cho em là ok. Thanh lý nốt cho bác giá là 30.000 nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái búa các bác nhá. Đấy, cái búa thì các bác lên mã giúp cho em đó là búa A2 to. Con này sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con búa A2 to như này. Đấy, con này sẽ là búa to, sẽ là 130.000 các bác nhá. 130.000 cho con búa A2 to này các bác nhá. Đấy, 130k. Đó. Còn con A1 nhỏ này thì giá của nó sẽ là con A1 nhỏ này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Đấy, 90.000 cho con 80.000. 80.000 cho con A1 nhỏ này nhá. A1 nhỏ này sẽ là 80k. Đó, các bác lên cho em là A1 này. A1 80k nhá. Đấy, 80.000 cho con A1 như này. Còn con này thì các bác lên cho em là A2 to này. A2 to giá sẽ là 130k nhá. 130.000. Con này thì nặng khoảng là đi 3-4 lạng, còn con này thì nó sẽ là nặng khoảng con này thì nặng khoảng 5-6 lạng nhá. 5-6 lạng. Con này, con nhỏ này thì chiều dài khoảng 25 cm và con to này chiều dài khoảng là 30 cm. Đấy, tất cả của nó đều là cái dòng có gọi là cán bằng thép và có cao su để cầm khỏi trơn trượt nhá. Hàng thương hiệu Asahi này, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lục giác nhá. Bộ lục giác. Giá thì sẽ là 90.000 cho một cái bộ lục giác như này. 90k. Hàng của thương hiệu Tajima này. Tajima made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Bộ lục giác 7 màu. Giá sẽ là 90.000, bao gồm là 9 cây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 cây, kích thước của nó là từ 1.5 đến 10 nhá. Từ 1.5 đến 10. Giá thì đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ lục giác như này. Đấy, bộ lục giác 7 màu 90.000 các bác nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái bộ gọi là bộ hoa thị đây. Bộ hoa thị này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 70.000 cho một cái bộ hoa thị như này thôi. Đấy, 70.000 cho bộ hoa thị như này nhá. Đấy, cái bộ hoa thị này thì nó sẽ là các cái đầu hoa thị như này, 2 4 5 cũng có 9 cây đầu hoa thị như này nhá. Thì các bác dùng cái gì thì mình lấy cái đấy thôi. Lục giác là riêng và hoa thị là riêng nhá, chứ không phải là lục giác hoa thị đâu. Đấy, nhiều bác lại cứ nhầm lẫn như vậy. Bộ lục giác là nó là 6 cạnh, còn bộ hoa thị thì nó là dòng múi hoa thị. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái
xay tiêu này. Còn một ít nữa Thanh Lý nốt cho bác giá là 30.000 cho một cái xay tiêu như này. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cái này ra cho em này. Các bác cho hạt tiêu, cho các cái loại hạt vào đây. Sau đó thì mình xay như bình thường nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất là tốt luôn. Đấy, giá chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái lọ xay tiêu này thôi. Các bác xay thì cái tiêu nó sẽ, khi xoay thì mình sẽ xoay như này. Và cái phần tiêu nó sẽ rơi xuống nắp này là mình sử dụng thôi. Ăn đến đâu xay đấy, còn các bác cứ để hạt trong này bình thường. Đó, ăn đâu xay đấy rất là tiện. Lên cho em là xay tiêu nhá. Giá Thanh Lý cho bác cái giá đó là 30.000 cho một cái lọ xay tiêu như này. 30k các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dao thái lỗ nhá. Đây, con này thì dao thái lỗ này. Con này thì giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho con dao thái lỗ như này. Hàng nội địa của Nhật đây. Rất tiện ích các bác này, made in Japan nhá. Đó, nội địa của Nhật. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này rất là bén luôn các bác này, rất là bén luôn các bác theo. Đó. Giá của nó sẽ là 125.000 nhá. Đây cho em là dao thái lỗ 125k nhá. Dao thái lỗ này, nó có cái lỗ 125k. Con này thì các bác chuyên dùng để thái rất là ngon luôn. Thái gọt này, có lỗ như này, có đánh nhám chống trơn trượt này. Hàng nội địa của Nhật, siêu bén cho các bác luôn. Đấy, và chiều dài của bản này thì nó vào khoảng là 5-6cm. Thì các bác có thể dùng để mình thái rất là tiện. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em sẽ cập nhật cho các bác một số cái mẫu chổi lau nhà bên em. Đó, thì bên em đang có 3 mẫu chính. Thì em sẽ đi chi tiết từng mẫu một để gửi tới các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh được chúng tôi nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên thì hôm nay bên shop về cho bác một cái mã chổi mới, đó là cái mẫu chổi tròn nhá, chổi lau tròn. Đấy, thì bây giờ là bên shop sẽ có tổng là 3 mẫu chổi lau tròn, chổi lau tam giác và chổi lau hình chữ nhật. Đấy, thì nó sẽ là 3 tên nhá, tròn, tam giác và chữ nhật. Đấy, cái mẫu này thì nó sẽ là mẫu chổi tròn. Đây thì về nhà thì các bác banh cho em cái này ra này, banh cho em cái này ra. Sau đó thì đây mình để như này, mình để này, sau đó thì mình lộn nó lên, lộn nó lên là cái phần lau nó sẽ vào trong chổi như này. Đấy, cái này thì các bác tháo ra để mình giặt thủ công thôi. Đấy, tháo ra mình giặt thủ công. Và con này thì các bác dùng để mình lau nhà, lau bàn, lau tường. Đấy, lau tường. Đấy, hoặc là lau các cái phần như là khu vực ở phần bếp biếc. Đấy, tường bếp, tường gạch men ấy cũng rất là ok. Con này thì các bác cứ xoáy kết nối vào cho em là xong. Đấy, xoáy kết nối vào cho em là ok được các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có 90.000 cho một con chổi lau tròn này thôi. Con này thì nó sẽ là dòng chổi dài nhá, chổi dài. Các bác có thể là mình đút nó vào. Đấy, xoáy đút nó vào, hoặc là các bác tăng lên tụt xuống được nhá. Đấy, đây nó sẽ có các cái nấc như này. Thì các bác xoáy cái nấc này ra cho em này. Xoáy cái nấc này ra này. Đấy. Sau đó thì mình thả cái này ra. Đấy, cái này thì nó dài tối đa là vào khoảng là đi tối đa của nó là được khoảng là đi 2 mét thôi nhá, khoảng 2 mét. Đấy, tầm 2 mét gì đấy các bác. Đây, để các bác có thể lau trên cao. Con này nó cũng dạng như là cái chổi phớt trần nhưng mà nó sẽ là bản to nhá. Thì cái này các bác có thể dùng để mình lau đa di năng được hết nhá. Nó rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý. Cầm cho anh cả cái chổi phớt trần đây. Đấy, đây nhá. Đó, thì nó sẽ là một cái phần lông như này. Cái chổi phớt trần ấy, một cái phần lông như này các bác nhá. Đấy, thì rất là tiện. Về nhà các bác có thể mình lau trên trần này, lau trần nhà này, hoặc là lau ở các cái khu vực như là gạch men này. Đấy, nói chung là rất là tiện luôn. Và con này thì khi mà về nhà các bác lắp ráp vào thì chiều dài của nó vào khoảng là 2 mét nhá, vào khoảng là 2 mét đây. Đấy, khoảng 2 mét như này thì các bác có thể dùng mình lau dọn vệ sinh rất là tiện. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đấy. Và tháo lắp thì đấy, từ nãy giờ em đã tháo lắp cho các bác rồi. Nó rất là đơn giản thôi. Các bác cứ thế là mình tháo lắp vào cho em là xong. Đấy. Bộ sản phẩm thì nó sẽ là 4 khúc như này nhá. 4 khúc như này. Về nhà các bác tháo lắp vào cho em. Nó vào khoảng là từ 2 mét đến hơn 2 mét một chút nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm 4 khúc như vậy. Lên cho em là các bác lên cho em là chổi tròn nhá, chổi tròn. Giá của nó sẽ là bỏ tranh cái bút. Đây các bác này, khi các bác dùng thì nó sẽ như này, nó rất là tiện này. Mình có thể lau trần nhà này, lau nhà tắm, nhà vệ sinh này, khu vực bếp núc này, rất là tiện luôn nhá. Đấy. Các bác có thể tăng giảm. Đấy, rất là sạch sẽ luôn. Lau dọn bếp này, rồi các cái khu vực khác cũng rất là ok. Thì con này chức năng của nó thì nó có thể rút dài đến 2 mét cơ, thì nó sẽ tiện hơn so với cái con chổi tam giác mà em đang bán. Đó. Thì giá thì con này các bác lên cho em là chổi lên cho em là chổi tròn nhá, chổi tròn này. Đấy. Chổi tròn, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một cái mã chổi tròn như này. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một bộ. Đây, một bộ thì bên em đóng gói nó sẽ như này và gửi đi cho các bác này. Giá sẽ là 90.000 này. Đấy. Tiếp theo thì
em lên cho bác cái chổi tam giác này. Đây, tam giác thì nó sẽ là một con chổi như này. Con này thì nó sẽ có 3 khúc và nó chỉ dài khoảng trên 1 mét thôi. Đấy, nó sẽ dài trên 1 mét thôi, thì con này cũng rất là vừa sinh nhá. Đấy, khoảng trên 1 mét để cho các bác sử dụng đây. Đấy, con này thì nó sẽ dài khoảng trên 1 mét này. Các bác cứ lắp cho em 3 cái đầu này vào. Đây, lắp cho em 3 cái đầu này vào để các bác sử dụng thôi. Đây, xoáy vào đây cho em này. Đấy, xoáy vào đây. Và cái này các bác xoáy vào đây cho em. Đó. Dòng này thì nó sẽ là một cái dòng chổi tự vắt. Đấy, nó sẽ tự vắt được. Còn con kia thì các bác phải tháo ra để mình giặt. Đấy, con này thì các bác chỉ cần kéo này thôi. Kéo này là nó sẽ tự vắt này. Đấy, kéo này sẽ tự vắt. Và có thể xoay 360 độ thì các bác cũng dùng như là giống như cái con chổi kia. Nhưng mà con này thì các bác lau đa di năng được hơn. Lau nhà, lau tường, lau tủ đều được hết nhá. Đấy, con này thì các bác lên xem là chổi tam giác nhá. Đây, đấy, nó dài khoảng 1m3 thôi. Chứ nó không dài như cái con chổi tròn đâu. Thì lên xem là chổi tam giác. Con này thì dài khoảng 1m3. Và nó sẽ, giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho một con chổi tam giác như này. Đấy, giá của nó sẽ là 100k. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy, nó sẽ là một con chổi đa di năng như này. Nó sẽ vắt tự động luôn. Đấy, các bác có thể lau cũng rất là đa di năng luôn nhá. Nhưng mà con này thì cái chiều dài của nó chỉ khoảng 1m2, 1m3 thôi. Đấy, còn cái con chổi tròn mà vừa nãy em cho các bác xem thì nó sẽ dài khoảng 2m trên 2m một chút các bác nhá. Đó, con này thì khoảng 1m2, 1m3 thôi. Con này thì các bác có thể lau kính, lau kiếc, nói chung là cũng đa di năng hết nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi hình chữ nhật nhá. Chổi hình chữ nhật thì nó sẽ là cũng là một con chổi như này. Đấy, dạng của nó thì nó sẽ là dạng hình chữ nhật thì cũng rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Chổi hình chữ nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, nó sẽ là một con chổi như này các bác. Đấy, ở đây thì nó sẽ là cũng có 3 khúc nhá, 3 khúc và cái thanh lau này của nó là hình chữ nhật nhá. Thanh lau là hình chữ nhật. Và về nhà các bác cũng xoáy vào đây cho em. Sau đó thì mình rút ra mình lau như bình thường. Đấy, có miếng dán như này nhá. Đấy, có cho các bác một miếng dán luôn. Đấy, và khi các bác vắt thì mình kéo này cho em này. Đấy, đầu tiên thì các bác lắp cái ống này vào này, lắp ống này vào đây. Đấy, lắp cho em ống này vào đây. Đấy, lắp ống này vào đây, sau đó thì mình đẩy ra này. Đẩy ra sau đó thì các bác đẩy ra và mình đẩy ra mình lắp cho em cái ấy vào. Đấy. Lắp cho em cái đầu vắt vào nhá. Lắp cho em cái đầu chổi vào. Lắp cái đầu chổi vào đây. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là cái đầu nó có cho các bác là cái phần đầu như này, các bác lắp nó vào này. Đấy. Lắp cái đầu dây vào đây. Đấy. Lắp cái đầu dây vào đây nhá. Lắp cái đầu dây vào đây, sau đó thì các bác dán vào là xong. Thì khi mà các bác sử dụng thì mình chỉ cần là kéo qua như này thôi. Kéo qua như này sẽ tự vắt cho các bác này. Kéo này nó sẽ tự vắt vừa giặt luôn, rất là tiện nhá. Đó, vừa vắt vừa giặt rất là tiện luôn. Đó. Và con này thì các bác cũng kết nối vào thì nó dài khoảng 1m2, 1m3 gì đấy nhá. Đấy. Cũng rất là tiện ích và có thể xoay ngang, xoay dọc để các bác sử dụng. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con chổi hình chữ nhật như này. Giá của nó là 80.000 nhá. 80.000 cho cái chổi hình chữ nhật như này. Đấy, lên xem là chổi chữ nhật giá sẽ là 80k. Tiếp theo thì em về cho các bác cái dòng chổi lông phớt trần nhá. Chổi lông phớt trần. Con này thì sẽ là 55.000. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng đầu sợi lông như này. Đấy, đầu sợi lông như này, và con này thì nó sẽ kéo dài được khoảng 2m4 đến 2m8 nhá. 2m4 đến 2m8. Đấy, và các bác xoáy vào đây cho em này. Cái này nó có thể gấp được như này. Đấy. Và kéo rất là dài luôn, khoảng từ 2m4 đến 2m8 này. Đấy. Các bác dùng để mình phớt màng nhện các thứ nhá. Cái này thì chỉ dùng để phớt màng nhện thôi chứ không lau được. Còn cái chổi tròn kia thì nó có thể lau tường và lau trần các thứ đều được hết nhá. Đấy. Thì con này giá sẽ là 55.000. Con này thì các bác lên cho em là chổi lông phớt trần nhá. Chổi lông phớt trần. Giá sẽ là 55k một bộ này nhá. 55k cho một bộ như này. Thì dùng cũng rất là tiện, các bác dùng để mình phớt màng nhện các thứ rất là ok. Lên cho em là chổi lông phớt trần. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần nhá. Chổi lông phớt trần này. Chổi lông phớt trần giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k. Đó, giá rất là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Bỏ cái này vào đi mình. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sản phẩm tất. Cái này cứ để đây để quay nhá. Tất thì nó sẽ là dòng tất 10 đôi nhá. Có màu đen và màu trắng này. Có màu đen và màu trắng như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Em về thì có hai màu, màu đen màu trắng, giá thì 90.000 một vỉ nhá. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Hàng này thì hàng siêu chất lượng cho các bác rồi. Đây. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn, một vỉ này là 10 đôi. Và giá thì chỉ có 90.000 thôi, hàng thương hiệu Nike đây. Đấy, tất này thì các bác dùng rất là ngon và tiện ích luôn. Giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Giá rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là 90.000 cho một vỉ 10 đôi này thôi. Các bác lên cho em là tất 10 nhá. Đấy, tất 10.
giá của nó sẽ là 90.000. Đây bỏ nốt cái này vào đi. Tất 10 giá của nó sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là tất 10 này. Tất 10 giá của nó sẽ là 90k cho một vỉ 10 đôi nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn có nhá. Lên mã giúp cho em đó là cái con đèn cúc áo này. Có một đèn và một cáp sạc như này. Đấy, và có các chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này, đấy, nhấp nháy này. Rất sáng luôn nhá, sáng chói chang luôn các bạn. Nhìn vào là đau mắt đấy các bạn, tại vì nó rất là sáng. Đấy, nhìn trực tiếp là rất là đau mắt luôn. Đó. Có nam châm hít nhá, có móc khóa này, có nam châm hít và có kệ đỡ như này, có nam châm hít này. Đấy. Giá thì chỉ có 40.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn móc khóa nhá, đèn móc khóa. Giá sẽ là 40k cho một con đèn móc khóa như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nắp cống bằng đồng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con nắp cống bằng đồng như này. Thì các bác đặt vào cái phần cái cống thoát nước nhà mình để nó cơ chế của nó là luôn đóng như này. Nước nó xả thì nó mới mở, còn không nó lại đóng thì nó sẽ giúp cho các bác là ngăn mùi. Lên nha là nắp cống đồng ngăn mùi, giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải nước nhá. Đấy, bàn chải bằng nước. Đấy. Các bác lên cho em là tăm nước nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con máy như này, các bác cho nước vào đây xem. Về nhà thì cho nước vào đây này. Đấy, cho nước vào đây thì các bác khi mình dùng thì là nước nó sẽ xịt lên. Đó thì nó sẽ giúp cho các bác là vệ sinh răng lợi này. Đấy, nó sẽ có các cái đầu tăm như này. Đấy thì tóm lại là mình đang sử dụng là tăm thường, là tăm tre. Đấy, bây giờ các bác sử dụng sang cái tăm nước này cho em, nó vừa tốt vừa an toàn vừa tránh viêm nếu viêm lợi đau lợi chảy máu trên răng. Đây, đấy. Nó sẽ là cái tia nước nó xịt vào và nó giúp cho các bác vệ sinh răng lợi luôn. Giá sẽ là 180.000 nha. Tăm nước 180k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vít đen nhá. Vít đen thì nó sẽ là một cái bộ như này, bao gồm cho các bác là 6 mũi vít với 12 đầu khác nhau. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả nhá. Đấy. Và các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, lắp vào cho em là xong này. Đấy, lắp vào cho em. Con này thì có xoáy nhanh, có trợ lực luôn, cho nên các bác dùng nó rất là tiện nhá. Có xoáy nhanh, có trợ lực, rất là tiện luôn. Đấy, đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một cái bộ vít đen như này. Được sẽ có cho các bác là 12 đầu vít một tay công như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. 12 đầu vít một tay công. Nó sẽ là một cái dòng tô vít trợ lực rất là tốt luôn, thép CRV nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là vít đen nhá. Vít đen giá sẽ là 60k, 60k cho một cái bộ vít đen như này. Ok. Hello, chào các bác nha. Nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship hàng toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship, dưới 200 cộng cho em thêm 30.000 ship. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Chúc các bác một ngày thật là nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé. Chuẩn bị cũng đến năm mới rồi thì chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, thành công trên bước đường học tập cũng như công tác của mình. Đó thì sản phẩm đầu tiên đó là cuối năm rồi, các bác sắm sửa đồ cho gia đình nhà mình nhá. Đấy thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Lô này em về thì nó sẽ là một cái dòng khăn lẫn màu như này nhá, lẫn màu này. Nó sẽ thường là màu các cái màu xanh, màu trắng rồi các cái màu như này nhưng mà rất là đẹp các bác này. Đấy. Và nó sẽ có lẫn những các màu này. Lô này về thì nó sẽ rất là dày dẫn hơn, đẹp hơn nhá. Một mặt bông thô, một mặt bông mịn như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái khăn tắm như này. Các bác không nghe nhầm đâu nhá, chính xác đấy nhá. 40.000 cho một cái khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá. Đấy, khăn tắm hàng nhập khẩu của Hàn Quốc nhá. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc này. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm. Đấy, tức là một chiều 70 và chiều 1m4. Giá là 40k nhá. 40.000 cho một khăn tắm to tổ bố này các bác này. Bình thường các bác mua một cái khăn rửa mặt thôi cũng đã phải mất đi 20-30.000 rồi. Thế mà đây một cái khăn tắm to như này giá chỉ có 40k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng nước hoa nhá. Cuối năm rồi, Tết nhất đến nơi để các bác mua để mình đi chơi Tết này. Đấy, cũng rất là tiện ích nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là cái dòng nước hoa của Gucci đây. Nước hoa của Gucci này. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở tại Anh Quốc này. Đấy, made in UK này. Đấy, giá sẽ là 130.000 cho một lọ nước hoa như này nhá. 130.000 nhá. Đấy, nước hoa của Gucci này. Đấy. Tiếp theo là nước hoa của Chanel này. Đấy, Chanel.
Đó, con này thì nó sẽ là hàng sản xuất của Pháp nhá. Hàng sản xuất ở Pháp đây. Made in Fancy này. Đấy thì bên shop có hai mẫu nước hoa Gucci và nước hoa Chanel, đều là 130.000 cho một lọ như này. Các bác muốn lấy lọ nào thì lấy các bác nhá. Muốn lấy lọ nào thì lấy, 130.000 một lọ thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là nước hoa Gucci hoặc nước hoa Chanel. Đó, đây nó sẽ là Gucci này. Đấy, nước hoa Gucci này. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này cho nên là em cũng không có bóc được đâu. Em chỉ quay bên ngoài này thôi các bác nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 130.000. Và con này cũng 130.000 luôn. Đấy, nước hoa Chanel. Con này thì nó sẽ là nước hoa Chanel nhá. Dung tích của nó sẽ đều là 100ml các bác nhá, 100ml hết. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng nước hoa, đó là nước hoa Dubai nhá. Các bác lên cho em là nước hoa Dubai này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng nước hoa chiết. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho bác là 5 lọ luôn. Giá chỉ có 60.000 thôi. 1 2 3 4 5. 5 lọ nước hoa như này mà giá chỉ có 60.000, tính ra là vào có hơn 10.000 cho một lọ nước hoa. Đấy, cực kỳ là thơm luôn. Nó sẽ là dòng nước hoa chiết nhá. 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau nhá. 5 lọ 5 mùi hương khác nhau. Đó. Dòng nước hoa chiết nó chỉ to bằng ngón tay cái này thôi các bác này. Đấy. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, 5 mùi nhá. Đấy, mùi Chanel Coco này, mùi Golden này, nói chung là đủ mùi cho bác luôn. 1 2 3 4 5, 5 mùi hương như này. Giá sẽ là 60k nhá. 60k. Lên cho em là nước hoa Dubai, 60.000 cho một hộp nước hoa Dubai này. Đấy, made in Dubai nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khò ga đại các bác nhá. Khò ga đại cầm như khò ga trắng này. Đấy. Con này nó sẽ là khò ga đại này, hàng của Nhật này, Kabushi Japan này. Đấy. Và nó về thì nó sẽ có mấy màu như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi nhá. Đấy. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Giá thì sẽ là 120.000 cho một con khò ga đại như này nhá. 120.000 cho một con khò ga đại như này. Các bác lên cho em là khò ga đại 120.000. Dòng này của nó sẽ là dòng đánh lửa tự động nhá. Các bác chỉ cần là nhấp này là nó sẽ đánh lửa này. Đấy. Lắp thì phù hợp với hầu hết các loại bình ga của Việt Nam mình. Đấy, cho nên là các bác cứ yên tâm lắp vào mình sử dụng này. Thui chân giò này hoặc làm thợ làm nghề đều ok nhá. 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái khò ga trắng này. Con khò ga trắng này thì giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là khò ga trắng nhá. Con này giá sẽ là 50k. Đấy. Các cái phần kết nối lửa của nó đều bằng đồng hết này, đều bằng đồng hết các bác nhá. Đấy, đều bằng đồng. Đấy, con nào to hơn thì nó sẽ bền hơn và chắc chắn hơn. Đấy, con này thì chỉ có 50.000 thôi. Đấy, dùng cũng rất là ok và con này thì sẽ là 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sạc bình ắp quy nhá. Con này thì nó sẽ là sạc được bình 12V, sạc bình 12V. Và con này thì nó rất là nhiều chức năng luôn. Khử sun phát rồi chống đảo chiều rồi nói chung là làm cho trẻ hóa bình. Đấy, bình ví dụ các bác dùng mà bình dùng lâu nó bị già thì nó sẽ khử sun phát giúp cho các bình của bác dùng được lâu hơn. Đó. Con này thì giá sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Con này chỉ sạc được bình 12V thôi, chỉ sạc được bình 12V thôi các bác nhá. 12V 4A. Đấy, 100A này các bác này. Đấy, 4A đến 100A nhá. Con này chuyên sạc bình 12V các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 190.000 cho con sạc bình 12V như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khoan mini nhá, khoan mini. Con này thì nó rất là tiện các bác dùng để mình khoan rồi nói chung là bắt vít bắt viếc đều ok hết nhá. Thứ nhất là sẽ có một cho bác một tay khoan như này các bác này, một tay khoan như này các bác nhá. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có đảo chiều ra vào cho các bác này. Đấy. Và ưu điểm của con này thì nó còn có thể xoay thẳng được nhá. Đấy. Đây các bác này. Đấy, nó còn xoay thẳng được như này nên này. Đấy, các bác nhấp cái này cho em là xoay thẳng này. Đấy, rất là tiện luôn. Và nó sẽ kèm cho các bác là rất là nhiều các cái đầu mũi vít nhá. Đấy. Con này 180.000 cho một bộ như này. Đấy, 180.000 cho một cái bộ khoan mini như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là khoan mini 180.000. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là nguyên cái này là có 30 đầu vít rồi, 30 cái đầu vít như này nhá. Đấy, to nhỏ lớn bé lục giác ba khe tròn các thứ đầy đủ đây. Nguyên cái này là 30 đầu vít này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là các cái đầu mũi khoan rồi đầu lục giác rồi đốc sạc rồi kèm các cái đầu lắc các bác này, cái tay lắc ngoan nghèo như này. Đấy. Giá thì đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá thanh lý rất là hạt rẻ luôn. Chỉ có cho 180.000 cho một cái bộ khoan mini này thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini, giá sẽ là 180.000. Đó. Lên cho em là khoan mini này. Khoan mini giá sẽ là 180k cho một cái bộ khoan mini như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy vít nhá. Đấy. Nó sẽ có hai mẫu, một là mẫu khoan mini, hai là mẫu máy vít này. Cái máy vít này thì nó sẽ là nhỏ gọn hơn các bác nhá. Nhỏ gọn hơn. Nó sẽ kèm cho các bác là hai đầu mũi vít đây, hai đầu mũi vít như này các bác này. Kèm cho các bác là hai đầu mũi vít như này. Đấy. Các bác này, đấy, hai đầu mũi vít này các bác nhá. Đó. Và có kèm cho các bác một cái cáp sạc này, một cáp sạc hai đầu mũi vít, một dẹt một tròn. Con này thì nó chỉ có chức năng xoáy ra xoáy vào thôi. Đấy, rất là tiện ích luôn. Minh Minh.
hold vào đây. Đây các bác nhá, các bác chỉ cần lắp vào này này, lắp vào này xong là mình xoáy ra xoáy vào rất là tiện này. Đưa cho anh cái con ấy kia, con ad. Đấy. Xoáy ra xoáy vào rất là tiện luôn. Để em sẽ test cho các bác xem. Con này thì nó rất là khỏe luôn nhá. Rất khỏe luôn các bác này. Đây, xoáy ra xoáy vào các bác này, đây nhá. Đấy, đây. Mình xoáy ra cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đấy. Xoáy ra các bác này. Đấy, xoáy ra này, xoáy vào này. Rất là khỏe nhá. Đấy. Rất là khỏe luôn. Đấy. Xoáy ra xoáy vào rất là ok luôn nhá. Đó. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con máy vít như này. Các bác lên xem là máy vít giá sẽ là 130k nhá. Đấy, 130k cho một em máy vít như này, còn con kia nó sẽ là khoan mini, nó đa năng hơn. Con này thì lên xem là máy vít này. Máy vít giá sẽ là 130k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hạc, con hạc đồng này. Đấy. Giá sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng đồng nhá, bằng đồng như này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lư như này nhá, một cái lư đeo như này để các bác bỏ cái nhang trầm vào đây mình đốt này. Đấy, bỏ cái nhang vào đây. Bên em có bán kèm cả nhang luôn nhá. Đấy, bỏ nhang vào đây đốt sau đó thì mình treo lên. Này thì các bác dùng ở bàn làm việc hoặc là trên bàn thờ rất là tiện này. Đấy, thì dùng nó sẽ thư thái rồi tĩnh tại rồi, nói chung là rất là ngon lành cho bác luôn. Giá sẽ là 70.000 cho một bộ nhang bộ hạc đồng như này nhá. Lên cho em là hạc đồng, giá sẽ là 70.000 nhá. 70.000 trong cái bộ hạc đồng như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một con hạc và một cái lư như này, chất liệu bằng đồng nhá. Lên cho em là hạc đồng này. Đấy, trước đang bán là 60.000, đợt này về nó sẽ cao hơn một chút, sẽ là 70k nhá. 70k trong cái hạc đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cái nhang hạc này luôn. Nhang hạc này thì sẽ là 60.000 nhá. 60k cho một cái hộp nhang như này, rất là nhiều luôn nhá. Rất nhiều nhang luôn. Các bác bỏ vào trong cái lư ấy, sau đó thì mình đốt là bình thường là xong. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn bếp nhá, khăn bếp. Một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc nhá. 10 chiếc các bác dùng để mình lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau bếp, rất là tiện luôn. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sợi bông tự nhiên. Đấy, nó vào khoảng là 20-25 gì đấy nhá, 25-25. Đặt này về mẫu to, giá sẽ là 30.000 cho một bịch 10 chiếc. Lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau thực phẩm rồi lau dùng để lau mồm. Đấy, ăn cỗ ăn bàn lau mồm cũng được. Đấy, lên cho em là khăn bếp nhá. Khăn bếp giá của nó sẽ là 30k trên một bịch 10 cái luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn LED các bác này. Đấy, à xin lỗi các bác, đó là cái thước laser nha. Đấy, thước laser như này. Đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích luôn. Đấy, các bác dùng đa di năng được luôn. Đấy, bật lên này. Đây nó sẽ có cái cản pin, các bác tháo cái cản pin này ra cho em này. Sau đó thì bật công tắc lên này. Đấy, nó sẽ có cho các bác như này. Và các bác điều chỉnh tia thì gạt cái này cho em nhá. Điều chỉnh tia thì gạt cái này cho em này, gạt cái này lên gạt xuống này. Đấy sẽ là điều chỉnh tia này. Đấy, đây em sẽ dọi cho các bác xem nhá. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác các cái tia lấy góc vuông hoặc là tia đứng, tia nằm đều được hết nhá. Đấy. Nó sẽ có cho các bác luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Đây nhá. Tia này. Đấy, rất là sắc nét luôn, rất sắc nét luôn các bác này. Đấy, con này thì vừa lấy đứng, vừa lấy nằm, vừa lấy góc vuông được luôn nhá. Đó, thấy không? Nét chưa? Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bộ laser như này, một cái bộ thước thủy này nhá, thước thủy này. Đo đứng, đo nằm, đo nghiêng đều được hết nhá. Và có cho các bác là cái thước đo 15 cm này. Và có cho anh em các bác một con thước rút luôn nhá. Một con thước rút 2,5 m luôn. Đấy, 2,5 m luôn. Đấy, nói chung là rất là tiện luôn. Combo cho các bác đa di năng như này. Mà cái giá thì bên shop đang chào gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là thước laser nhá. Giá sẽ là 90k. Đấy, giá sẽ là 90k. 90k cho một con thước laser như này nhá. 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọ xịt xoang nhá. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình viêm xoang, viêm mũi dị ứng này. Đấy, lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi. Bác nào bị đau mũi, viêm mũi, kích ứng mũi rồi dị ứng, các bác dùng cái này cho em. Giá sẽ là 45.000 cho một cái lọ xịt xoang như này nhá. 45k. Đấy, bác nào bị đau mũi, viêm mũi dị ứng rồi, các bác dùng con này cho em. Đấy, hoặc là bị viêm mũi lâu năm dùng con này khỏi hết các bác nhá. Đấy. Dùng cho em liên tục từ 2 đến 3 lọ là khỏi luôn. Nó sẽ là thuộc dạng xịt xương như này. Các bác xịt thẳng vào khoang mũi mình cho em. Đó. Đau mũi, viêm mũi, dị ứng mũi này hoặc là bị dị ứng theo thời tiết, các bác dùng đều khỏi hết nhá. Bên em bán rất là nhiều rồi. Giá sẽ là 45k nhá. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi này. Xịt xoang mũi này. Xịt xoang mũi, giá sẽ là 45k nhá. Cho một tip như này. Đó, 45k trong tip như này. Rất tiện để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn năng lượng ba cánh nhá. Con này thì bên em có video test rồi cho nên là em sẽ quay nhanh thôi. Đấy, đây nó sẽ là một tấm pin như này nhá. Một tấm pin như này và một con đèn rất là tiện ích luôn. Đấy thì
khi mà các bác sử dụng ấy thì ban đêm là mặc định là ban đêm nó sẽ tự sáng cho các bác luôn nhá. Ban đêm nó có cảm biến mà, cho nên là ban đêm nó sẽ tự sáng. Đấy. Còn nếu mà ban ngày ấy, khi mà các bác về sử dụng mà các bác test ấy, là các bác phải, nếu mà các bác muốn test mà cắm cho em cái chân sạc này vào này, cắm cái sạc này vào ấy, là nó sẽ tắt, thì các bác phải che cái tấm pin này đi này. Đấy, che tấm pin này đi nó sẽ lên này. Đấy các bác nhá. Đó. Thì cái tấm pin này nó sẽ là cảm biến cho cái đèn này luôn. Tức là ban đêm trời tối là nó sẽ tự nó sáng, còn ban ngày nó sẽ tự tắt nhá. Và ngoài ra nó sẽ có cảm biến là có người đi đến là nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Đấy, và nó sẽ có 3 chức năng cho các bác luôn. Đấy. Sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, và rất là sáng luôn nhá. Đấy, có thể xoay đảo hướng các kiểu luôn. 180.000 cho một cái con đèn năng lượng 3 cánh như này. Rất tiện để cho các bác sử dụng. Khi mà mình vừa là tiết kiệm năng lượng, vừa là có ánh sáng mình sử dụng luôn. Đèn năng lượng 3 cánh nhá. Giá của nó sẽ là năng lượng 3 cánh này. 180.000 thôi, 180.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lọc rác Thiên Nga nhá. Lọc rác Thiên Nga. Đây, nó sẽ là một cái con lọc rác như này. Các bác chỉ cần quặc vào cái chậu rửa nhà mình thôi, quặc vào cái vòi chậu rửa này, sau đó thì mình để rồi rác giếc các thứ là mình đồ ăn thừa mình đổ hết vào đây, sau đó thì mình chỉ cần vỗ vào cái thùng rác nhà mình là xong. 25.000 cho một con lọc rác Thiên Nga như này bằng nhựa. Rất tiện ích luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Vốn Phạm nhá. Các mặt hàng bên shop về, bên em thì ship hàng toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì các bác hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 ship các bác nhá. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Rồi em sẽ đi vào chi tiết luôn thì các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bình, các bác lên cho em là bình 20 nhá. Dung tích của nó là 2 lít. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn có 80.000 thôi. 80.000 cho một con bình 2 lít thế này. Hàng bằng inox 304 các bác này. Đấy các bác thấy không? Rất là dày dẫn chắc chắn, và cái giá thì giá thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Đấy, chỉ có 80.000 trong con bình như này. Nắp của nó thì nó sẽ là nắp gion cao su này, rất là chắc luôn nhá. Bên trong bên ngoài của nó đều là inox 304 hết nhá. Các bác dùng để đựng nước lọc, nước uống này. Hãm chè, hãm chiếc cũng rất là ok. Con này thì nó không có tính năng giữ nhiệt cao đâu. Nó là một cái dòng bình bình thường thôi để các bác đựng nước thôi. Cái con này không có chức năng giữ nhiệt nhá. Đấy, tại vì cái giá của nó thì nó chỉ là một con bình đựng nước bình thường thôi. Lên cho em là bình 20 nhá. Bình 20 giá sẽ là 80.000 cho một con bình 20 như này nhá. 80.000. Dung tích của nó là 2 lít cả vỏ các bác nhá. Đó. Dung tích là 2 lít cả vỏ. Giá chỉ có 80.000 cho con bình 20 này thôi. Dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái thảm lau chân nhá. Các bác lên cho em là thảm 46 này. Kích thước của nó sẽ là một chiều 40 và một chiều là 60. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng thảm của Nhật nhá. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, rồi phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn đều được hết. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nỉ như này các bác này. Đấy, nó sẽ là bằng nỉ như này. Đấy, chất liệu của nó là bằng nỉ này, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Mặt trên của nó thì sẽ là bằng nỉ, nỉ của nó là nỉ mịn nhá, thấm hút nước cực kỳ tốt luôn, không bị đọng bụi vào trong nhá. Đấy, và mặt dưới của nó bằng cao su non, chống trơn trượt rất là tốt luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Một cái thảm 46 như này, kích thước của nó sẽ là 40x60. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là một con thảm như này giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho chiếc thảm thảm lau chân như này. Các bác có thể dùng để mình để trước cửa nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách đều ok hết nhá. Lên mã giúp em đó là thảm 46, giá sẽ là 45.000 nhá. Lên cho em là thảm 46 này. Thảm 46 giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho một cái thảm 46 như này. Kích thước của nó sẽ là 40x60cm nhá. 40x60cm. Đấy, rất là ok luôn, giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái vật đứng nhá. Con này thì giá bao nhiêu nhỉ? 130.000 cho một cái vật đứng như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Ở đây thì sẽ kèm với các bác là một cáp sạc và một cái chân như này nhá. Một cáp sạc, một cái chân như này. Đấy. Tính năng chính của nó thì thứ nhất là dùng để vật muỗi này. Bắt muỗi tự động thì các bác bật cái đèn này lên cho em để bắt muỗi tự động này. Lưu ý các bác là khi mà mình sử dụng cái tính năng bắt muỗi tự động thì mình phải cắm sạc vào cho em nhé. Ở đây thì nó chỉ có dây thôi, về nhà các bác cắm vào củ sạc nhà mình này, con này. Đấy. Điện của nó thì nó đánh rất là mạnh luôn, có thấy không? Đấy, đánh rất là mạnh luôn nhá. Điện đánh rất là mạnh luôn. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn nhá. Có chức năng là bắt muỗi tự động và có chức năng bắt muỗi thông thường này. Bắt muỗi thông thường này các bác chỉ cần vật này cho em xong này. Đánh rất là mạnh luôn, kêu tanh tách luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 con ốc như này. 4 con ốc vít ở cái đai này rất là chắc này. Các bác cầm vật đi vật lại rất là khỏe luôn. Cầm cực kỳ là khỏe và đàm tay luôn. Bên trong thì sử dụng cái quả pin 18650 nhá. Cho nên là nó rất là
nó rất là mạnh điện các bạn này. Mạnh điện lắm các bạn thấy không? Máy bánh này. Thấy không? Bánh rất sợ luôn. Đó. Các bác tránh xa tầm tay trẻ em nhé. Khi bắt muỗi tự động thì các bác để vào cái đế này cho em này. Để vào cái đế này, sau đó thì mình bật cái chức năng là bắt muỗi tự động lên. Đó là nó sẽ thu hút con muỗi, nó sẽ bay vào cái đèn hồng ngoại này nhá. Đó, rất là tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy. Hàng này sẽ là hàng 3 chức năng luôn. Bắt muỗi tự động này, vật muỗi này, rồi làm đèn ngủ được luôn nhá. Các bác có thể vừa làm đèn ngủ này, vừa bắt muỗi tự động, vừa làm vật muỗi luôn. Lên cho em là vật đứng nhá. Vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng giá sẽ là 130.000 nhá. 130k. Bình thường các bác mua cái vật của Việt Nam mình thôi nó cũng đã phải tầm khoảng 100 đến 120 rồi. Ở đây có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây sạc nhanh iPhone nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Thì ở đây nó sẽ là một dây và một củ như này, một dây và một củ như này. Chuyên dùng cho điện thoại iPhone này. Đấy, chuyên dùng cho điện thoại iPhone Apple đây. Đó, quả táo đây các bác nhá. Đó, củ của nó cực kỳ là đầm và chắc luôn. Công suất của nó thì nó sẽ là dòng của iPhone 14 Pro Max, công suất của nó sẽ là 20W nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60.000. Đó, dây sạc nhanh iPhone. Dây sạc nhanh iPhone này. Sạc nhanh iPhone, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k là cái dây sạc nhanh iPhone như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là cái củ sạc nhanh nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là củ sạc nhanh. Đấy, đây nó sẽ là một con củ như này. Đấy, để các bác dùng để mình cắm này. Ở đây thì nó sẽ có là một cái củ sạc như này. Còn về nhà thì các bác tự dùng sử dụng dây nhà mình thôi. Và nó sẽ có cái dây để mình kết nối với ổ điện cắm này. Ở đây thì nó sẽ có là hai chân sạc nhanh của USB và hai chân Type-C này. Hai chân Type-C như này. Đó. Thì cái này thì các bác lên cho em là củ sạc các bác lên cho em là củ sạc đa năng nhá. Củ sạc đa năng. Đấy, củ sạc đa năng. Con này thì giá sẽ là 80.000 cho một cái củ sạc như này. Về nhà các bác cắm và kết nối vào các cái đầu nguồn dây của các bác là ok. Đấy, dòng của nó sẽ là iPhone 13 Pro Max này. Đó. Lên cho em là củ sạc đa năng nhá. Củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một cái củ sạc đa năng như này. Con này thì rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo chiên ngập dầu nhá. Đường kính của nó là 20cm. Con này thì các bác dùng để mình chiên rán đồ ăn rồi rán nem rán nước rất là ok. Thứ nhất là nó có tráng đá chống dính này, tráng đá chống dính rất là tốt luôn. Thứ hai là nó có cho các bác một cái khay như này để các bác rán nem rán nước thì các bác đặt lên đây. Nem rồi cá kia các thứ đặt lên đây, đường kính của nó là 20cm. Đấy, con này thì các bác rán thì nó rất là tiện tại vì là mình chiên ngập dầu thì rất là ok nhá. Để mình chiên tôm, chiên cá này, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, đường kính của nó là 20cm. Và giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá nó 100.000 thôi. Giá chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là chảo chiên ngập dầu nhá. Chảo chiên ngập dầu. Đấy, chảo chiên ngập dầu này. Chảo chiên ngập dầu. Đường kính là 20cm. Đấy, chảo chiên ngập dầu đường kính là 20cm nhá. Giá của nó sẽ là 100k. 100k cho cái chảo chiên ngập dầu như này. Con này thì rất là tiện để cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nạo 3 món này. Nạo 3 món. Thì đây nó sẽ là một cái nạo như này, bao gồm cho các bác là 3 món luôn. Và giá thì chỉ có 25.000 cho 3 cái chiếc nạo như này thôi. 3 món như này mà giá chỉ có 25.000 thôi. Ở đây thì nó sẽ là một con nạo như này. Con này thì có quai đeo này. Và có một phần nạo vỏ, một phần nạo sợi này. Đấy, và cái này thì nó sẽ là một cái nạo ngang tay như này. Và có cái phần này để các bác khuấy cái phần bị sâu này. Và một cái con dao nhọn như này. Con này thì các bác dùng để làm lòng gà, lòng cá này. Rồi là nhổ lông gà, lông vịt rất là ok. Combo cho các bác 3 món như này. Lên cho em là nạo 3 món. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Nạo 3 món này. Nạo 3 món. Giá của nó sẽ là 25k. 25k cho một cái bộ nạo 3 món như này nhá. 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nồi cơm điện hàng của thương hiệu Chigo nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Chigo này. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Các bác lên cho em là nồi Chigo. Hàng này các bác lên cho em là nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini. Con này thì nó chỉ sử dụng cho 2 người ăn được thôi. 2 người ăn được thôi các bác nhá. Đấy. Thì ông bà già hoặc là nhà các bác ít người thì dùng cái nồi này cho em. Nó sẽ là nồi mini, nó rất là nhỏ thôi các bác nhá. Rất là nhỏ thôi. Đấy, con này thì nó rất là nhỏ xinh như này. Thì khi các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích. Đấy, nấu cơm rất là ngon luôn. Giá thì sẽ là 270.000. 270.000 cho một cái nồi cơm như này các bác này. Đấy. Nhỏ nhắn xinh xắn như này nhá. Cái nồi này thì cái dung tích của nó thì các bác nấu 2 người ăn là ok nhá. Nấu 2 người ăn là ok. Đó, đây là cái nồi của nó này.
Đấy, nấu hai người ăn là ok nhá. Đấy, hai người ăn là ok rồi các bác này. Đấy, hai người ăn là ok. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác có giá rất hợp lý luôn. Đấy, có đong gạo, có qua kiếp, các thứ đầy đủ như này nhá. Đấy, con này thì chỉ sử dụng cho hai người ăn được thôi. Các bác lên cho em là nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini giá sẽ là 270.000 và bên em bao ship đến tận nhà các bác luôn. Đó, con này thì các bác chỉ sử dụng cho hai người ăn thôi nhá, chứ còn không quá hai người đâu con nhá. Đó, nồi cơm mini giá sẽ là 270.000 nhá. Đấy, nồi cơm mini này, lên cho em là nồi cơm mini giá sẽ là 270.000. Nồi cơm mini nhá. Đấy, mini giá sẽ là 270k. Đấy, nó rất là nhỏ gọn thôi các bác nhá, rất nhỏ gọn, hai người ăn là ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái ổ điện sạc nhanh nhá. Đây nó sẽ làm cái ổ điện sạc nhanh như này này. Con này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 150.000 nhá. Thứ nhất là có công tác đóng ngắt này, có 4 chân USB này, 3 ổ cắm khó này, rồi có một cái chân sạc nhanh cho điện thoại. Các bác chỉ cần đặt điện thoại vào đây cho em là xong. Đó. Dây thì dài khoảng 1,5 đến 2 mét, có cầu dao này, có công tác đóng ngắt đầy đủ cho bác luôn. Đấy, ưu điểm của nó là có 4 chân USB luôn, một chân sạc nhanh. Ví dụ các bác để cái ổ điện ở trên bàn thì mình chỉ cần đặt cái điện thoại vào là xong. Thì con này nó chỉ ứng dụng cho cái dòng điện thoại nào mà có chức năng sạc nhanh thôi nhá. Điện thoại đời mới thôi nhá. Chứ còn những cái điện thoại đời cũ là nó sẽ không nhận đâu. Đấy, thì các bác lưu ý giúp cho em cái chức năng sạc nhanh này là nó cho cái điện thoại cao cấp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. Lên cho em là ổ điện sạc nhanh nhá, ổ điện sạc nhanh. Giá sẽ là 150k. Ổ điện sạc nhanh thôi nhá. Đó, ổ điện sạc nhanh 150.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái keo vá tường các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng keo, nó tựa như là một cái dòng sơn trắng ấy, nhưng mà nó là dạng keo trắng như này. Thì các bác về mình các cái phần mà tường mà bị bong chốc rồi, bị thấm rột rồi, nói chung là bị nứt thì các bác vá vào cho em. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái dòng keo như này, nó rất là tiện ích các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần là vuốt lên là nó sẽ sạch luôn. Ví dụ các tường mà bị thấm mốc hoặc là trẻ con tô vẽ hoặc là bị bong chốc thì các bác vá vào cho em là ok. Lên cho em là keo vá tường nhá. Một típ này của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó, một típ này sẽ là 40.000. Dung tích của nó là 250g nhá, 250g. Đây các bác nhá, đấy các cái phần tường mà của các bác bị bong chốc này, đấy mình chỉ đưa vào là mình vá đi cho em là ok nhá. Đó. Bong chốc rồi thấm rột rồi nứt niếc các thứ là mình đưa vào. Đó. Thì nó rất là sạch sẽ. Đấy, và rất là tiện ích luôn. Bị dấu hiệu bị nứt này, bị chảy xước này, hoặc là trẻ em nó tô vẽ lên nó bẩn, các bác vá chùm lên cho em, rất là tiện ích luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có 40.000 cho một hộp mà keo vá tường như này thôi. Đó. Các cái phần tường nào mà bị thấm rột này, đấy bị nứt này, đấy, các bác vá vào cho em, nó rất là tiện ích luôn. Giá chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, trẻ con tô vẽ các bác cũng xử lý được hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác kia một số cái mã hàng Tết này. Đây cái khay mứt Tết như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là con này tên nó là cái gì nhỉ? Bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là khay K1 nhá. Đấy, khay K1. 160.000 cho một em như này. 160.000 một em khay mứt Tết K1 như này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Các bác dùng thì mình sử dụng đựng mứt Tết với cái thứ là rất là đẹp. Đấy, tiện ích và giá thì rất hợp lý. Ưu điểm của con này là nó có nắp đậy hết nhá, thì nó rất là tiện. Khi nào dùng thì mình mở ra, không dùng thì mình lại đậy vào. Đấy, các bác khi dùng thì mình xoáy này cho em này. Đấy, xoáy này nó sẽ mở ra này. Thì ở trên này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 ngăn này. Đấy, trên này là 2 4 5 ngăn. Ở dưới này sẽ là 5 ngăn nữa. Đấy, khi nào các bác dùng thì mình mở ra. Đấy, xoáy này cho em này, xoáy này nó sẽ mở ra này. Nó như một cái bông hoa rất là đẹp luôn. Và khi các bác chỉ cần ấn này thôi, ấn này xoáy vào là nó sẽ vào này. Rất là tiện ích luôn nhá. Đấy. Khi các bác xoáy vào hoặc mở ra thì các bác nhấp cái này cho em này. Đấy. Xoáy vào, mở ra đều phải nhấp này nhá. Đấy. Nhấp này để nó ăn lẫy nhá. Ăn lẫy mở ra này. Nhấp vào này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì sẽ là 160.000 cho một con khay K1 như này. Đấy, 160.000. Các bác dùng thì mình đựng mứt Tết rất là ok luôn, mứt Tết, bánh kẹo các thứ luôn. Đây. Đấy, đây nó sẽ có cái hướng dẫn sử dụng cho các bác này. Đấy, đây, hình ảnh minh họa này, cực kỳ là sinh động và thật luôn nhá. Đấy, bánh kẹo hạt dưa hướng dương rồi các loại thực phẩm đồ ăn các bác cho vào đây, đậy nắp lại rất là ok. Lên cho em là khay K1 nhá, khay K1 giá sẽ là 160k nhá, 160.000 một em như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cân các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân 5. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy, lô hàng về thì nó sẽ là có lô là có pin và có lô không có pin nhá. Giá thì chỉ có 50.000 thôi.
đấy 50.000. Các bác dùng chuyên trong nhà bếp cho em. Đấy, chuyên trong nhà bếp thì mình dùng để chế biến thực phẩm, thức ăn dùng trong nhà bếp thì mình đong đo cân đếm cho nó dễ. Con này nó sẽ có cho các bác là một cái chức năng là chức năng trừ bì, thì nó dùng nó rất là tiện. Thì ví dụ như các bác cân mà mình muốn trừ bì đi thì mình chỉ cần nhấp vào cái nút trừ bì là xong. Đấy, đấy nhá. Đấy. Và con này thì các bác cứ để cho em là chế độ gam là ok nhá. Để cho em chế độ gam là ok. Đấy, để cho em chế độ gam. Đây, ví dụ em cân cái lọ keo vá tường này. Đấy, nó sẽ là đây. Khi các bác cân thì lưu ý là để thăng bằng cho em nhá. 248 g này. Đấy. Các bác muốn sử dụng tính năng trừ bì thì đây ví dụ em cân cái này đi cho nó dễ này. Đấy. Cái này của nó sẽ là 413 g này. Muốn nhấn chức năng trừ bì thì các bác nhấn cái nút nguồn này cho em nó về 0 này. Đấy, sau đó thì các bác đặt cái khác lên cân này. Ví dụ em cân cái điện thoại của em là 221 g này. Đó, các bác nhìn số chưa? Đó, rất là ok luôn nhá. Có tính năng trừ bì cho các bác luôn. Thì các bác cứ nhấn tính năng trừ bì này là xong. Đó, thì con này giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhá. Đấy, cân 5 này. Con này sẽ cân được là 5 kg nhá. Giá sẽ là 50k luôn. Toàn bộ là số 5 hết rồi.